Nhưng ngay sau đó, cơ nhục trên mặt lão ma chợt co giật. Bởi vì khi tiếp xúc, âm hỏa của ngũ ma liền chiếm thế thượng phong, liên tục áp chế hắc khí lui về sau. Lục đạo cực thánh trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Theo hắn biết, tuy uy lực của ngũ tử đồng tâm ma không nhỏ, nhưng khi tế luyện thành công các ma chỉ có thần thông tương đương tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhưng năm con ma trước mắt tựa hồ không chỉ có bấy nhiêu thần thông như vậy. Mà tam khỏa đầu khô lâu cũng chỉ có tương đương với cấp nguyên anh sơ kỳ không thể ngăn chặn. Chẳng qua trừ các pháp bảo, pháp khí đặc biệt, thì uy lực đích thực của bảo vật vẫn phụ thuộc chính vào pháp lực của người thao túng. Lão ma bèn cắn răng, một tay bấm pháp quyết, miệng lại hé ra. Một đoàn tinh huyết phún xuất ra ngoài, trong chớp mắt đã nhập vào cốt phiên vô tung vô ảnh. Cốt phiên minh thanh đại khởi, các ký hiệu trên mặt phiên kịch liệt một trận quay cuồng, tại phụ cận xung quanh cốt phiên hiện ra vô số huyễn ảnh đầu khô lâu. Các huyễn ảnh này có thể thích khá nhỏ, sắp xỉ cỡ quyền đầu, nhưng tất cả đều há mồm, phun ra vô số hắc khí, sau đó hội tụ lại, trong nháy mắt hình thành một con hắc dao, lập tức lắc đầu vẫy đuôi lao thẳng đến ngũ ma. Trong ngũ ma lập tức xuất ra hai con, nhoáng một cái, hóa thành bộ khung xương hình người, đồng thời hai tay trà sát, hiện ra một đôi cốt đao cỡ vài thước, không chút hãi sợ, cùng hắc dao tranh đấu kịch liệt. Khi thiếu mất hai ma, âm hỏa của tam ma còn lại tự nhiên giảm uy lực, tình thế của tam khỏa đầu khô lâu trên cốt phiên dần dần ổn định. Hắc khí cùng âm hỏa lại tiếp tục rằng co. Lão ma lúc này mới tạm thời buông lỏng, ánh mắt đảo qua phía Hàn Lập, trong lòng lại dùng mình. Bởi vì Hàn Lập lúc này thản nhiên khoanh tay nhìn cốt phiên và ngũ ma tranh đấu, trên mặt lộ vẻ nửa cười nửa không. Làm cho lão ma linh tính được điều gì, đồng dạng liếc mắt một cái, trong mắt đột nhiên hiện ra tia kỳ quái. Tim lão ma đập thình thịch, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm không có lý do hiện lên trong lòng. Đột nhiên trên đỉnh đầu của con quái mãng hai đầu vang lên một tiếng quái khiếu, lão ma biến sắc, quay đầu xem chỉ thấy sau lưng hắn ở khoảng cách mấy trượng, một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ mị phiêu độc, mà khẩu hắc tinh oánh phi đao đã khoét một lỗ tại hắc phong, đang tiếp tục từ từ bay về màn xích hồng quang cháo của lão. Nếu lão chậm chế không quay đầu lại, chỉ e rằng khi phát giác, thân thể đã sớm thủng một lỗ rồi. Á, à, lục đạo cực thánh trên mặt không còn chút máu, mà đệ nhị nguyên anh trong nhân hình khôi lỗi thấy đánh lén bất thành, cũng không khách khí, đột nhiên thúc giục pháp quyết, tiếng xé gió vang lên, mà tủy phi đao lóe một cái liền đánh vào màn quang cháo mà nhân hình khôi lỗi ngân quang đại phóng nhoáng một cái lại quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh cơ hồ cùng lúc đó nguyên bản hàn lập đang đứng niềm nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, một tay nhấc lên lục mang chớp động kiện bát linh xích liền quỷ dị xuất hiện hàn lập nắm lấy bát linh xích nhoáng lên hai cánh sau lưng chớp lóe, một tiếng sấm nhỏ vang lên thân hình tại chỗ liền biến mất Lão ma lúc này căn bản không thể bận tâm hàn lập làm gì, bởi vì khẩu hắc phi đao đã dễ dàng xuyên thủng màn quang cháo, trong miệng hắn thét lớn một tiếng kinh thiên động địa. Tại ngực lão ma đột nhiên bay vụt ra mỏ đạo hắc mang trực tiếp đón đầu phi đao, còn thân hình thì nhoáng một cái hóa thành hai đạo hư ảnh, phân biệt hai hướng bắn nhanh ra ngoài. Chương 1213, Tinh cung chi chiến phần 14. Song thủ quái mãng thông linh với lục đạo cực thánh, khi lão ma vừa động, nó lập tức phối hợp, hai đầu đồng thời phún ra một hắc sắc dịch thể, hóa thành khói độc cuồn cuộn, bao phủ cả một phạm vi hơn 10 trường. Oanh, thanh âm va chạm giữa hắc mang và ma tủy phi đao vang lên, bạo phát ra một đoàn hắc quang chói mắt. Không biết hắc quang là loại bảo vật gì, nhưng khi bạo phát, lại cường ngạnh cản được ma tủy phi đao. Mà khói độc tiếp tục cuồn cuộn vào tới bao phủ cả thân hình khôi lỗi vào bên trong. Ô hắc song thủ quái mãng nhắm hướng nhân hình khôi lỗi vào tới. Nhưng ngay sau đó, tại khoảng không trên đỉnh đầu quái mãng, một đóa ngân liên không chút dấu hiệu báo trước đột ngột xuất hiện, sắp xỉ chừng một thước, từ tâm ngân liên thất sắc Phật quang đại phóng. Thân hình quái mãng bị Phật quang bao lại, lập tức ngưng trọng, không thể mảy may nhúc nhích. Bốn con mắt xanh biếc trên hai cái đầu hung tợn, không ngừng xoay tròn. Một chút trì hoãn cũng không có, hai tiếng phốc, phốc, hai đạo ngân tuyến tinh tế xảo diệu phối hợp trong lục vụ chợt lé lên lướt qua, xoay quanh cổ quái mãng. Nhất thời hai cái đầu quái mãng sầm một cái rất xuống. Lục vụ một trận quay cuồng, từ bên trong nhân hình khôi lỗi thản nhiên bay ra, không chút tổn hại. Bất quá ô OH hắc lưỡng đầu quái mãng này cũng rất có lai lịch. Khói độc từ trong miệng phun ra so với thập tuyệt độc ở linh giới cũng không kém quá xa. Tu sĩ bình thường chỉ dính một chút xíu đã lập tức tắt thở tuyệt phong. Mà không chỉ có vậy, loại độc này còn có khả năng khắc chế hơn phân nửa các loại hộ trào thuộc ngũ hành, có thể bất trí bất giác xâm nhập vào trong hộ trào mà chủ nhân không hề hay biết. Chính là nguyên anh kỳ tu sĩ nếu không đề phòng, bị dính độc cũng có thể đi đời nhà ma nếu không lợi hại như vậy lão ma cũng không đem quái mãng này làm linh thú nhưng chết là ở chỗ nhân hình khôi lối không phải là người không có huyết nhục hít thở nên độc này có quỷ gì cỡ nào căn bản vô hiệu với nó ngược lại còn làm cho quái mãng càng sớm mất mạng một trong lưỡng đạo hư ảnh tâm thần tương liên với quái mãng khi linh mãng bị mất mạng liền cảm ứng được trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi một hư ảnh tiếp tục chạy như điên hư ảnh kia đột nhiên xoay tay hướng cốt phiên điểm một cái. Nhất thời cốt phiên khẽ run lên, toàn thân hắc quang đại phóng, bộ dáng sắp bay lên. Vào thời khắc này, phía trên hư ảnh, một đạo thanh sắc điện hồ lóe lên, trong điện quang chấp động, một đạo nhân ảnh hiện ra. Chính là Hàn Lập, hai mắt hắn chấp động la mang liếc nhìn xuống phía dưới, một tay vung lên, một tiếng sấm vang lên, một phiến kim sắc điện võng đón đầu hư ảnh chụp xuống, tay kia xoay chuyển, thanh sắc tiểu đỉnh liền xuất hiện, vô số thanh thi tuy phát ra sau mà đến trước, đồng dạng bắn xuống. Tuy phân ảnh thuật của lão ma biến hóa thần diệu dị thường, chỉ bằng thần niệm cũng không thể phân biệt, nhưng dưới thần thông của Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập đã dễ dàng nhìn thấu những điểm khác nhau rất nhỏ, phân biệt được thật giả. Lục đạo cực thánh đang biến thành hư ảnh, đột nhiên kinh hãi, hai vai run lên, sau lưng đột một lại hiện ra sáu đạo ma ảnh, hướng phía trên bắn nhanh lên. Ma ảnh lúc này ảm đạm hơn nhiều so với ban đầu, thậm chí còn có nửa phần mơ mơ hồ hồ, mà sau đó tay áo lão ma cũng rung lên, một lam sắc ngọc tán phi xạ ra, hiện lên phía đỉnh đầu. Bảo vật này nhanh chóng biến hóa thành một chiếc lọng thật lớn, bảo vệ lão ma ở phía dưới. Phốc, phốc, sau đạo ma ảnh va chạm với thanh ti, làm cho thanh ti ngừng lại. Nhưng kim hồ điện quang ở phía sau thanh ti đã oanh, oanh, long, long rơi xuống, ma ảnh ở trong kim quang lập tức bị khống chế toàn bộ, không còn lực chống cự. Kim hồ điện giao với thanh ti lóe lên, hung hăng đánh lên ngọc tán nhưng ngọc tán này không biết là loại bảo vật nào, chỉ thấy quang hoa lấp lẽ, nhưng lại bình yên vô sự, ngăn cản được sự xâm nhập của Kim Hồ và Thanh Ti. Hàn Lập trong không trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay chảo vào hư không một cái, một kim sắc trường kiếm dài hơn trượng quỷ dị hiện lên trong tay. Song xí sau lưng trượt động, thân hình Hàn Lập hóa thành một đạo bạch ti vọt xuống phía dưới, nhưng đang trên đường đi lại đột một biến mất. Lão ma vốn thông minh, liền biết là bất ổn, lập tức muốn độn khai. Nhưng không chờ lão hành động, bên ngoài Ngọc tán chợt lóe lên kim quang, thử lạp, Ngọc tán đã bị cắt ra. "Á!" À, lão ma thất thanh hét lên, lập tức hắc quang quanh thân nhất khởi bắn nhanh ra bên ngoài. Nhưng, không gian trước lão ma chợt dao động, nhoáng một cái, Bạch Ti quỷ dị bắn ra, vây quanh lão ma nhanh như chớp. Phốc, vị lục đạo cực thánh rốt cuộc cũng không tránh khỏi, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn lạnh lẽo, một bàn tay tử diễm chớp động đã phá hộ thể ma khí, xuyên thủng thân thể từ phía sau lưng ra trước ngực lão ma đã có mặc một kiện bảo giáp nhưng vẫn không thể ngăn cản nửa phần bàn tay quỷ dị này. Trong con đau nhức, lão ma chỉ kịp nghe một tiếng thở dài nhàn nhạt phía sau, tử diễm trong bàn tay trước ngực đại trướng, lập tức một tầng tử sắc hàn băng lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa thân thể, xem chừng sẽ đóng băng lão ma hoàn toàn bên trong. Lão ma đã bị tử băng bao lấy gương mặt, đột nhiên mặt lão vặn vẹo, răng cắn lại. Thanh âm muộn hưởng truyền ra, nửa dưới thân thể của lão ma chưa kịp bị đóng băng lúc này đột nhiên bạo liệt, nhất thời một cỗ huyết phố tóe ra, huyết quang lóe lên, hóa thành một đóa huyết diễm yêu dị nhắm thẳng Hàn Lập đánh tới. Mà cơ hồ cùng lúc, một đoàn lục quang từ tàn thi bắn nhanh ra, lóe một cái, đã ở ngoài xa hơn 30 trượng. Trong lục quang là một đứa trẻ đen thui, hai tay ôm chặt một cái lục sắc ngọc bình, chính là bản mệnh nguyên anh của lão ma. Tay áo Hàn Lập lại rung lên, đại cỗ tử sắc hàn diễm cuồng dũng xuất ra, đem huyết diễm dập tắt hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức ngự khí truy theo nguyên anh của lão ma, mà vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh dị thường nhìn nguyên anh bỏ chạy sau khi thuấn di vài cái đã ở ngoài trăm trượng nguyên anh quay đầu nhìn thấy hàn lập như vậy trong lòng không khỏi ngẩn ra thân hình không khỏi ngừng lại một chút đúng lúc này hư không trên đỉnh đầu nguyên anh linh quang nhất động một khẩu ô hắc phi đao quỷ dị hiện ra sau đó vô thanh vô tức chém xuống khi phi đao đã tới sát đỉnh đầu nguyên anh mới phát hiện cả kinh nhưng đã muộn một đạo hắc mang hiện lên nguyên anh đã bị chảm ra làm đôi ngân quang đại phóng, thân hình Hàn Lập hiện ra tại phụ cận. Thì ra nhân hình khôi lỗi sau khi giải quyết xong quái máng, đã chạy chặn đầu, vừa lúc Nguyên Anh lão ma chạy tới đã liền ra tay. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, sau khi Nguyên Anh bị chảm làm đôi vẫn chưa tan thành mây khói, ngược lại hai nửa Nguyên Anh đột nhiên phát ra hắc khí quay cuồng, hóa thành sáu đạo hắc ti hướng bốn phía bắn nhanh đi. Nhân hình khôi lỗi ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng cực nhanh, mười ngón tay nhả đạn. Nhất thời tiếng sét đánh vang lên, hơn 10 đạo kim hồ tinh tế bắn nhanh ra, lóe lên truy theo Hắc Ti. Sau vài tiếng sấm nặng nề, đoàn đoàn kim quang bạo liệt khai ra. Hắc Ti không chút lực chống cự, liền biến thành hư ảo. Vị đệ nhất ma tu uy chấn loạn tinh hải suốt mấy trăm năm cứ như vậy thần hình câu diệt. Nhân hình khôi lỗi quan sát vài lần nơi bạo liệt, sau khi xác định không có tàn hồn đào tẩu, liền hướng lục sắc tiểu bình đang huyền phù giữa không chung, chảo một cái, hút vào trong tay. Nó cũng không mở nắp bình, diện vô biểu tình, chậm rãi bay tới hàn lập. Xem như lão ma xui xẻo, nguyên anh hóa vì hồn bí thuật của lão vô cùng hiếm thấy, nếu là tu sĩ bình thường, dưới tình huống xuất kỳ bất ý như vậy, nói không chừng để cho các tàn hồn chạy thoát, có cơ hội cho lão sau này ngóc đầu trở lại. Nhưng năm xưa, trong trận chiến tại Mộ Lan Thảo Nguyên, đã có một danh tu sĩ từng dùng một loại bí thuật đồng dạng để đào thoát. Vì vậy Hàn Lập trong lòng đã sớm có cân nhắc trường hợp này, phân phó cho nhân hình khôi lỗi dùng kim lôi trúc tiểu tiến kèm ích tà thần lôi, một kích đã đem tất cả phân hồn của lão ma giết sạch sẽ. Nếu chỉ trần chờ chút xíu, sẽ gây đại phiền toái về sau. Dù sao một tàn hồn đã muốn ẩn nấp rất khó truy tung. Nhân hình khôi lỗi bay đến trước Hàn Lập, bèn dâng lên lục sắc ngọc bình. Hàn Lập cúi đầu quan sát cẩn thận, mặt lộ ra một tia hứng thú. Nhưng không chờ hắn mở nắp bình, bỗng nhiên phía xa xa truyền đến tiếng quỷ khốc lệ khiếu. Hàn Lập ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn ngũ tử đồng tâm ma phía bên kia. Chỉ thấy phía xa, Cốt phiên thiếu lão ma thao túng, lúc này uy lực bị giảm đi phân nửa, bị ngũ ma lại chiếm thế thượng phong. Nhưng tam khỏa đầu khô lâu trên phiên kỳ khi sống cũng không phải là tu sĩ bình thường, rõ ràng không địch lại ngũ ma, nhưng vẫn nổi trận lôi đình, hai mắt lục quang loạn thiểm, bộ dáng bạo ngược dị thường. Hàn lập nhìn thấy màn này, khẽ cao mày, thúc giục pháp quyết, thôi động ngũ ma. Nhất thời ba con ma lăn một vòng, hóa thành ba bộ bạch cốt. Mà hai con ma đã hóa thành bạch cốt đang giao đấu với hát dao, thân hình nhoáng lên một cái, lui về phía sau. Không chờ đầu khô lâu cùng hắc giao thừa dịp đánh tới, ngũ ma lưỡng thủ đồng thời khắp quyết, mồm há to ra. Nhất thời năm cỗ hàn diễm màu sắc khác nhau cuồng dũng phun xuất, sau đó đan lại hóa thành một mảng ngũ sắc hỏa hải, hùng hổ đánh về phía đối phương. Hắc giao gặp phải ngũ sắc hỏa diễm trước tiên, khi vừa tiếp xúc, tình cảnh bất khả tư nghị xuất hiện. Bị ngũ sắc hỏa diễm quét qua, hắc giao đang dương nhanh múa vuốt liền bị kềm hãm, thân hình khổng lồ vô cùng trì trệ, run rẩy, động tác bị chậm đi 10 lần so với bình thường. Ngũ Ma đồng thời hét một tiếng dài, trong hỏa hải hiện ra vô số ngũ sắc băng nhận cỡ bàn tay, cuốn theo phía sau ngọn lửa. Các băng nhận sắc bén bắn ra dày đặc, trong nháy mắt cắt hắc dao thành vô số mảnh, hóa thành hắc dao vi khí, trong hỏa diễm liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1214, linh căn và ngũ hành hợp nhất. Ba đầu khô lâu lại còn kém hơn hắc dao. Hắc khí phun ra vừa tiếp xúc với ngũ sắc hỏa diễm, đồng dạng bị trì trệ lập tức bị hỏa diễm quay cuồng càn quét một phen, toàn bộ không còn. Ba cái đầu khô lâu thấy ngũ sắc hỏa diễm dần dần tiến gần, tuy trong miệng hắc khí không ngừng phun ra, nhưng rốt cuộc có phần sợ hãi, phát ra tiếng ô ô không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, ngũ ma phát ra tiếng cười quái dị, ngũ sắc hỏa diễm dừng phun, thân hình bỗng hóa thành năm cỗ khí xám trắng nhảy vào hỏa hải. Ngay sau đó, ngũ sắc hỏa diễm đã dồn đến đỉnh cốt phiên, tới gần ba đầu khô lâu trong gang tấc, năm cỗ hồi sắc bạch khí từ trong hỏa hải bắn ra, chớp mắt đã biến thành năm cái cự đại sa luân mặt quỷ nhanh nhe. Tựa hồ ngũ ma hưng phấn dị thường, răng nanh một trận loạn tỏa, cũng không cần dùng thần thông chi cho phức tạp, trực tiếp nhào xuống. Thanh âm rát, băng vang lớn, năm con quỷ hung tợn há miệng cắn xé ba cái đầu khô lâu. Tam khỏa đầu khô lâu tự nhiên không đứng im chịu chết. Đồng dạng há miệng cắn ngược lại ngũ ma, nhất thời một màn điên khùng diễn ra, âm thanh điên cuồng kêu thét không ngừng, năm con quỷ cùng ngũ ma điên loạn cắn xé lẫn nhau nhưng bởi vì lúc trước đã tiêu hao quá nhiều hắc khí tựa hồ ba đầu khô lâu đã không còn đủ nguyên khí hơn nữa lấy ba địch năm tự nhiên lâm vào tình thế bất ổn trong nháy mắt hai đầu khô lâu bị bốn con quỷ phân ra hai bên cắn nuốt sạch sẽ đầu khô lâu cuối cùng bị con quỷ còn lại cưỡng hiếp chỉ còn nước chống đỡ thấy vậy hàn lập mỉm cười lộ vẻ hài lòng cùng lúc đó trong tiểu đỉnh truyền ra một tiếng thở dài sâu kín như thế nào đối với ngũ sắc hàn diễm của ta, thiên lan đạo hữu có điều gì chỉ giáo sao? Hàn lập ánh mắt chấp động, mở miệng hỏi, không dám, chẳng qua ngũ sắc hàn diễm của ngươi làm ta chợt nghĩ tới vài loại ngũ hành công pháp ở linh giới. Công pháp này sau khi thi triển, đồng dạng cũng phát ra ngũ sắc, thật có chút giống hàn diễm của ngươi. Nhưng hàn diễm của ngươi cũng là cực hàn chi vật, nếu đối thủ không biết nhận định sai là ngũ hành công pháp, chỉ sợ chịu thiệt thòi không nhỏ. Thanh quang lóe lên, trên hư thiên đỉnh hiện ra một tiểu đồng môi hồng răng trắng, thân vận thanh sam, tóc đỏ quấn thành hai trái đào, chân trần, trông thật mập mạp bụ bẫm đáng yêu. Thân đứng trên nắp đỉnh, tiểu đồng nói xong, bèn hướng mắt nhìn về phía ngũ ma quan sát. Ngũ hành công pháp, nghe xong hàn lập ngẩn ra. Đúng vậy, ta đến nhân giới các ngươi kỳ thật cũng đã phát hiện công pháp các ngươi tựa hồ ít có nhiều thuộc tính kiêm tu. Phần lớn chỉ là công pháp một thuộc tính. Hắc, hắc, nếu đúng là như vậy, cho dù ngươi có thể phi thăng linh giới, chỉ sợ không có hy vọng tiến giai đến luyện hư kỳ đồng tử cười cợt, mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ý đạo hữu là gì? Hàn Lập dùng mình bèn truy vấn. Không có gì, nói chuyện luyện hư kỳ bây giờ đối với ngươi còn quá sớm. Bất quá ta có thể chỉ điểm ngươi đôi câu, mấu chốt tiến giai luyện hư kỳ chính là ngũ hành hợp nhất. Nếu ngươi có thể tiến giai hóa thần kỳ, tốt nhất lập tức đem chủ tu công pháp đổi thành tu luyện nhiều loại thuộc tính. Không được chỉ tu luyện đặc thù một hệ phong hoặc hệ lôi. Như vậy cơ hội đột phá luyện hư kỳ mới có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên việc tu luyện công pháp đa hệ khó khăn hơn nhiều so với tu luyện chỉ một hệ, thậm chí rất khó tăng tiến pháp lực. Nên nếu thấy không có khả năng đột phá luyện hư kỳ thì nên tập trung tu luyện công pháp đơn hệ là tốt hơn cả. Như vậy pháp lực mới tăng trưởng mau, đủ sức đối phó với tiểu thiên kiếp 300 năm gặp một lần. Đồng Tử thuận miệng nói một hơi, Hàn Lập nghe vậy, mắt chữ A mồm chữ O, sau một lúc lâu mới giật mình nghi hoặc ngũ hành hợp nhất thật là phiền toái thanh nguyên kiếm quyết của tại hạ chỉ là công pháp hệ mộc mà ta tu luyện thêm phong hê và lôi hệ chỉ là phụ trợ mà thôi dù sao dung hợp nhiều thuộc tính nguyên cũng chỉ là thuộc tính biến dị nhưng việc tu luyện thuộc tính nào không phải là do linh căn của bản thân đã định trước hay sao chẳng lẽ linh căn của tu sĩ ở linh giới các ngươi đều là loại linh căn gồm đủ các thuộc tính đều là thiên linh căn còn nữa cái gì gọi là tiểu thiên kiếp nhân loại ở linh giới của giống như yêu tu phải độ lôi kiếp Hắc, hắc, không tưởng được lão phu chỉ mới nói có một câu, lại đưa đến cho đạo hữu nhiều vấn đề như vậy. Nếu như vậy, tiện thể lão phu sẽ giải thích thêm đôi điều đồng tử hướng Hàn Lập nói, vẻ nửa cười nửa không. Thật ra thiên linh căn ở linh giới cũng rất là thưa thớt, không phải toàn bộ như ngươi nói. Cũng giống như ở nhân giới, người có thiên linh căn đều được đồng loạt các môn phái cùng các thế lực lớn nhỏ muốn thu nhận làm môn hạ đệ tử. Dù sao vấn đề linh căn, chỉ có ở giai đoạn đột phá luyện hư kỳ cần phải ngũ hành hợp nhất thì mới xem là vấn đề lớn. Người có thiên linh căn khẳng định mạnh hơn nhiều so người có linh căn bình thường. Ở linh giới, các luyện hư kỳ tu sĩ cũng đều là nhất phương tông chủ hoặc có thân phân bá chủ một vùng. Mà người có thiên linh căn, khi tới giai đoạn đột phá luyện hư kỳ, bán phần đều là kiêm tu nhiều hệ hoặc sửa đổi tu luyện công pháp của nhiều hệ. Về vấn đề linh căn, đã có cách giải quyết. Ở linh giới, đã sớm có người sáng lập ra một phương pháp, lợi dụng bí thuật luyện chế nội đan yêu thú thay thế cho linh căn bị thiếu của bản thân loại linh căn có được từ nội đan yêu thú này gọi là đan linh căn tất nhiên nếu so với linh căn tự nhiên thì vẫn kém một chút nhưng dùng để tu luyện công pháp thì không thành vấn đề đương nhiên loại đan linh căn này cũng chỉ có một thuộc tính cần thiết cho tu sĩ cần sử dụng phàm nhân cũng không thể luyện hóa đan linh căn kỳ thật vẫn còn có phương pháp khác gọi là khí linh căn đây là phương pháp dùng pháp khí bảo vật thay thế linh căn nhưng phương pháp đem đồ vật luyện hóa linh căn chẳng những tốn thời gian mà một khi luyện hóa thành công, tính nguy hiểm cũng thật lớn. Cho nên ở linh giới cũng có ít ai dùng cách này. Về phần người trời sinh đã có sẵn ba bốn linh căn trong người, thậm chí là ngũ hành trong người, tự đột phá đến luyện hư cảnh giới, ở linh giới không phải là không có. Nhưng những hạng người này đều dạng có nghị lực mà các tu sĩ khác không thể sánh bằng. Hắc, hắc, về phần cái gọi là tiểu thiên kiếp, đây là điều mà mỗi danh nguyên anh ở linh giới đều phải trải qua. Đồng tử ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nguyên anh tu sĩ và hóa thần tu sĩ, cứ mỗi 300 năm phải trải qua một lần thiên kiếp, gọi là tiểu thiên kiếp. Còn tại cảnh giới luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ lại trải qua thiên kiếp 3.000 năm một lần, gọi là đại thiên kiếp. Về phần tu luyện đến giai đoạn cuối của một tầng, muốn phi thăng tiên giới phải trải qua thiên kiếp. Đương nhiên cho dù là loại hình thiên kiếp nào, ở mỗi giai đoạn, thậm chí là ở người đều có chút khác nhau. Nhưng nói như vậy, cho dù tu vi của ngươi dậm chân tại chỗ, phải chịu thiên kiếp định kỳ, mà lần sau lại mạnh hơn lần trước bội phần. Cho nên mặc dù ở linh giới linh khí giạt rào, tốc độ tu luyện của tu sĩ viễn siêu hơn nhiều so với nhân giới, nhưng khi ngưng kết nguyên anh thành công, liền phải chịu áp lực tiểu thiên kiếp, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất bị diệt. Mỗi năm cũng không thống kê nổi có bao nhiêu tu sĩ bị các loại thiên kiếp tiêu diệt. Hàn đạo Hữu cũng đừng tưởng rằng, nếu đã tiến giai lên luyện hư kỳ liền có thể vô tư về sau. Tuy rằng về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần có thiên địa nguyên khí sung túc cung ứng, thọ nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô cùng tận. Nhưng đến giờ ta cũng chưa nghe có ai nói qua có luyện hư kỳ tu sĩ nào trường sinh mãi mãi. Chỉ cần không thể phi thăng tiên giới, chuyện chết dưới các loại thiên kiếp cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi nói tới đây, sắc mặt đồng tử âm trầm, trong mắt toát ra một tia hàm ý sâu sắc. Hàn lập nghe vậy, lập tức thần sắc cũng ngưng trọng. Đối phương giải thích cũng không nhiều lắm, nhưng hàm ý chỉ rõ rõ ràng linh giới cũng không phải là chỗ để vui chơi bất quá nghe tới điều thảo nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vô hạn trong lòng hàn lập không nhịn được sự mừng rỡ tuy rằng qua một số điển tịch hắn có nghe mang máng thảo nguyên của luyện hư kỳ tu sĩ là vĩnh viễn nhưng lần này xác thực tin tức từ trong miệng đối phương mới chính thức xác định loại thảo nguyên vô cùng tận này chỉ có thể ở linh giới mới thực hiện được đẳng cấp hóa thần kỳ có khả năng bước đầu câu thông với thiên địa nguyên khí như vậy khi tới linh giới thọ nguyên hẳn sẽ không chỉ là hai ngàn năm. Trách không được cá lão quái vật hóa thần, cả đám ngày đêm đau khổ cân nhắc tìm phương sách đi tới linh giới. Về phần đối phương có nói về thiên kiếp, trong lòng hắn cũng có chút cảnh giác, nhưng cũng không quá bận tâm. Sự tình đến bực này, đối với hắn còn quá xa xôi, căn bản không phải là việc đáng lo trong lúc này. Hắn thuận miệng hỏi thêm vài câu về đan linh căn và khí linh căn, rồi sau đó gật gật đầu ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại chớp động, không biết suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cầm lục sắc ngọc bình trong tay, thưởng thức một chút, rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào phía trên đỉnh bình. Thanh quang chấp động, cái bình lộn một vòng, nắp bình tự mở ra. Nhưng không có động tĩnh xảy ra tiếp theo, Hàn Lập sửng sốt, định hành động tiếp. Đột nhiên một đạo lục quang từ trong bình bắn nhanh ra, lóe lên một cái bỏ chạy. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng hàn lập như thế nào để cho nó chạy thoát. Hắn hừ mũi một cái, tay hung hăng chảo vào hư không một thanh sắc đại thủ hiện ra phía trên lục quang, nhanh chóng truy theo. Nhưng đạo lục quang có vẻ đã quá suy nhược, tuy rằng đã cực lực tránh né, nhưng tốc độ độn không quá nhan nên bị đại thủ dễ dàng chụp vào trong tay. Chỉ thấy trong lục quang đang chấp động, hiện ra mơ hồ một gương mặt, là nguyên anh của một nữ tu sĩ. Hàn lập không khỏi sờ cầm, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các hạ là ai? Tại sao bị giam trong lục bình Hàn Lập nhìn chằm chằm Nguyên Anh, mở miệng chậm rãi hỏi. Đạo hữu là người phương nào? Lục Đạo lão ma đâu? Nguyên Anh tuy đang bị đại thủ nắm giữ, nhưng không chút khách khí hỏi ngược lại. "Lục Đạo, nếu đạo hữu muốn gặp hắn, chỉ sợ phải thất vọng. Ta đã tiến hắn về Tây Thiên cực lạc rồi, đối mặt chỉ là một con Nguyên Anh." Hàn Lập cười nhẹ nhàng, cũng lười động tâm tư cái gì, trực tiếp trả lời. "Cái gì? Ngươi giết lão ma? Điều này sao có thể?" "Di, ngươi là?" Nguyên Anh thân hình run lên, trong miệng phát ra thanh âm không tin. "Chương 1215, phá trận, ngươi biết ta" Hàn Lập có chút ngạc nhiên, ở loạn tinh hải, hắn cũng đã có biết qua vài nữ tu, nhưng ở cấp độ Nguyên Anh kỳ thì ngoài Lăng Ngọc Linh, tựa hồ không còn biết thêm ai. Ngươi là Hàn Lập, năm xưa trong hư thiên điện, bản phu nhân đã gặp qua ngươi một lần. Sao lại nghe nói ngươi lấy được hư thiên đỉnh, không nghĩ tới ngươi né tránh được sự đuổi giết của lão ma, hiện giờ tu vi lại tinh tiến như vậy. Nguyên Anh thanh âm hân thường, cổ quái nói, ngươi là ôn phu nhân, vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên điện, thêm vào thanh âm khá quen thuộc trong đầu hàn lập linh quang chợt lóe nhất thời nhớ lại nhưng không dám quá khẳng định không ngờ đạo hữu còn nhớ tới lão thân nguyên anh tắc lưỡi thở dài một hơi nghe đối phương thản nhiên thừa nhận trên mặt hàn lập tràn đầy vẻ kinh ngạc nguyên anh nữ tu này đúng là hắn đã từng gặp ở hư thiên điện là ôn phu nhân trong đại điện năm xưa tuy lúc đó nàng này tu vi không thấp nhưng vào hư thiên điện chỉ để thu thập vài loại linh dược nửa đường thì tự thoái lui nhưng vì đối phương cùng lục đạo xem ra rất có quan hệ nên hàn lập vẫn còn nhớ rõ nếu tại hạ không nhớ lầm phu nhân tựa hồ là song tu bản lữ với lục đạo hàn lập kinh nghi hỏi song tu bản lữ ngươi đã gặp ai đem nguyên anh bản lữ song tu với mình giam cầm trong pháp bảo chưa bất quá hàn đạo hiếu lão tặc thật đã bị ngươi giết chết ôn phu nhân hừ một tiếng oán độc nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi nghe ôn phu nhân hỏi hàn lập mỉm cười không nói hai lời một tay hướng về nơi nhẹ nhàng điểm một cái ôn phu nhân ngẩn người nhìn theo lúc này nàng mới phát hiện tại cách đó không xa huyền phù một khối tử sắc cự băng trong băng là một khối tàn thi đích thật là nửa phần thi thể của lục đạo cực thánh mà cùng lúc đó thanh sắc đại thủ đang cầm giữ nguyên anh đột nhiên lóe lên tiêu thất nguyên anh của ôn phu nhân liền tạm thời khôi phục tự do quả nhiên là lão tặc tốt lắm không nghĩ tới người dùng trăm phương ngàn kế ngược lại đi trước ta nguyên anh vội vàng phi bắn tới bay quang tử sắc cự băng mấy vòng, sau đó phát ra tiếng cười cực kỳ thê lương. Hàn lập nhướng mày, hắn không biết sự tình gì đã xảy ra, nhưng dù cho giữa vị lục đạo và ôn phu nhân có mối thâm cửu huyết hải thì hắn cũng không có hứng thú nghe. Lúc này tâm niệm hắn chuyển động, bắt đầu cân nhắc nên xử lý đối phương thế nào. Nguyên Anh rốt cuộc dần dần ngừng lại tiếng cười, sau đó đảo ánh mắt nhìn Hàn Lập, phát hiện dáng vẻ trầm ngâm của hắn, bèn trực tiếp nói. Hàn Đạo Hữu không cần phải lo lắng, ta bị giam cầm trong pháp bảo trong một thời gian quá dài, Nguyên Anh đã sớm suy yếu không còn chịu đựng thêm, không còn cách nào sống lại, phải lập tức tán đi Nguyên Anh mới có thể luân hồi. Hàn Đạo Hữu giúp ta báo đại cừu, lão thân thật sự vô cùng cảm kích, nhưng lấy thần thông của Đạo Hữu hiện giờ, ta cũng không biết báo đáp cái gì. Chỉ hy vọng kiếp sau báo đáp đại ân." Nguyên Anh vừa nói dứt lời, tay đột một vỗ vào thiên linh cái. Một đoàn hồng quang chói mắt bộc phát, lập tức đem hoàn toàn Nguyên Anh bao lại tiếp theo nguyên anh trong hồng quang vỡ vụn ra từng mảnh cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh hàn lập thấy tình hình như vậy giật mình không ngờ vị ôn phu nhân này tính tình cương liệt như vậy không cùng hắn nói thêm cái gì liền tự hành tán nguyên anh tựa hồ nàng không một chút nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kết cuộc ra sao bất quá không cần suy đoán cũng có thể thấy được chuyện giữa hai bên hẳn là bí sự khó có thể mở miệng nếu không cũng không quyết đoán không chút do dự như vậy Mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng này giải quyết như vậy cũng tốt. Đỡ cho hắn phải đau đầu nhức óc tìm cách xử trí đối phương. Hàn lập lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó mới giơ tay đem thu lục sắc tiểu bình vào trong tay, bỏ vào túi chữ vật. Tiếp theo một đạo kim hồ quang đánh vào khối tử sắc cự băng, khối băng liền vỡ vụn. Tàn thi lão ma biến thành nhiều điểm tinh quang, sau đó tiêu thất. Về túi chữ vật của lão ma, Hàn Lập không khách khí tiếp thu. Thần niệm đảo qua bên trong, tuy rằng có vài món bảo vật, nhưng dưới ánh mắt hiện giờ của hàn lập hắn cũng không để vào trong mắt thật ra bên trong có một ít ma đạo điển tịch cũng gây một chút hứng thú cho hắn nhưng sau khi xem xét kỹ điều hắn quan tâm là lục cực chân ma công lại không có sau khi thu thập tàn cuộc hàn lập hướng nhân hình khôi lỗi vẫy tay một cái bản thân liền phóng đến cốt phiên mà nhân hình khôi lỗi nhoáng một cái quỷ dị biến mất bên kia năm con quỷ đã đem ba đầu khô lâu cắn nuốt sạch sẽ thậm chí hiện tại cả thân cốt phiên bọn chúng không chịu buông tha cũng đã cắn uốt được bảy phần. Hàn lập đi tới thấy cảnh này lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Cốt phiên tuy có chút lai lịch nhưng hung sát khí quá nặng không thích hợp cho hắn lắm. cho nên tuy hắn đã phát hiện hành động của ngũ ma ngay từ đầu nhưng vẫn không ngăn cản. một lát sau ngũ ma đã thôn về hoàn toàn cốt phiên năm con quỷ kêu lên tiếng ô ô kỳ quái có vẻ vui mừng dị thường đồng thời ma khí trên người cũng tăng thêm vài phần. Hàn lập lẳng lặng đứng quan sát cảnh này nhưng sau đó thần sắc bất động chờ ngũ ma ngừng kêu liền hướng ngũ ma thúc giục pháp quyết ngũ ma có chút không cam lòng nhưng đã nếm trải mấy lần bị đau khổ do cấm chế cũng không dám phản kháng bay lại thành thành thật thật nằm úp sấp bên cạnh hàn lập hàn lập cũng không dừng lại nhưng không có ý thu hồi bọn chúng sau đó hóa thành một đạo thanh hồng hướng thiên tinh thành bay đi ngũ ma hóa thành ma phong đi theo sát hắn trận chiến giữa hắn và lục đạo cũng không quá dài khoảng chừng hơn một bữa cơm một chút đã phân thắng bại với một khoảng thời gian ngắn như vậy nếu tinh thành không thể chống đỡ, đã tan tác, Hàn Lập tuyệt đối quay đầu đi thẳng, không buồn xuống xem. Thực lực tinh cung yếu như vậy không đáng để hắn tương trợ. Nhưng hoàn hảo, sự tình so với dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm. Hàn Lập mang theo ngũ ma trở lại trong mắt trận của phong hỏa thiên tuyệt đại trận. Trận chiến giữa các tu sĩ hai bên đã trải rộng trong phạm vi hơn 10 dặm, đến lúc này thắng bại cũng chưa phân. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, nghịch tinh minh hơi chiếm một chút thượng phong. Bởi vì Lam Thị song ma, thật sự hung hãn dị thường. Nơi làm sắc ma khí và phấn hồng hương vụ đi qua, tất cả tinh cung tu sĩ đều liên tiếp lui về phía sau. Triệu lão giả và tử bào đại hán đang đại chiến cùng song ma, cũng chỉ có thể kềm chế đôi chút, căn bản không chút nề hà với song ma. Các tu sĩ thấp dai, vừa chạm tới lam khí và hương vụ, người thì kêu thảm thiết ra chóc thịt lùng, người thì như kẻ say trực tiếp rơi xuống đất. Kể từ đó, sự hung hãn của song ma tăng vọt đến tận trời. Trong tình thế loạn xạ như vậy, sự trở về âm thầm của Hàn Lập không ai chú ý đến. Hàn Lập trước hết liếc mắt quan sát phong hỏa cự trụ, tiếp theo dừng sự chú ý lên Lam Thị Song Ma, cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn không nói hai lời, hướng Song Ma chỉ một cái, ngũ ma đứng bên cạnh nhất thời gầm nhẹ, lập tức hóa thành hóa thành năm cỗ hôi bạch khí lao thẳng tới Song Ma. Tiếp theo, Hàn Lập không chút do dự vỗ vào túi linh thú bên hông, một đoàn kim sắc trùng vân bắn ra, xoay quanh một cái, liền huyền phù phía trên đỉnh đầu, Hàn Lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, trùng vân phát ra thanh âm vù vù. Phanh, hóa thành 10 đoàn kim vân hướng ra bốn phía bay đi. Mà sau khi thi pháp, phong lôi xí sau lưng Hàn Lập khẽ rung lên, thân hình như một cỗ gió nhẹ biến mất vô tung vô ảnh. Tuy xung quanh cự đại phong hỏa trụ, các danh nguyên anh tu sĩ của Nghịch Tinh Minh đều đã ra tay nhưng phía đỉnh của cự trụ vẫn thủ lại vài tên kết đan kỳ tu sĩ nhằm ngăn ngừa tinh cung suốt kỳ bất ý phá hủy mắt trận. Mấy tên này đang đứng khe khe nói chuyện với nhau, mắt thấy nghịch tinh minh đang dần chiếm thế thượng phong, trên mặt không ngăn được sự vui mừng. Một gã trung niên tu sĩ vận trang phục nho sinh, quay đầu muốn nói điều gì với các tu sĩ đứng phía sau, nhưng ánh mắt đảo qua, á, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Các tu sĩ khác thấy vậy cũng vội quay đầu nhìn lại. Bởi vì cách cự trụ khoảng 10 trượng, một gã thanh niên vô thanh vô tức phiêu phù tại nơi đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười cợt, mà gã thanh niên này chính là cùng rời đi với minh chủ của bọn họ lúc trước, một danh đại thu sĩ. Như thế nào chỉ còn có một mình đứng ở đây, một trận băng hàn dâng lên trong lòng bọn kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng không chờ bọn này cân nhắc nên chạy trốn hay hướng các nguyên anh tu sĩ khác kêu cứu, sắc mặt hàn lập bóng trầm xuống, 10 ngón tay giấu trong tay áo bóng đạn chỉ ra. Nhất thời hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí bắn nhanh ra. Lúc này có vài tên mới kinh hãi, muốn hóa thành độn quang để đào tẩu nhưng kim quang tuy đi sau mà đến trước nơi kiếm khí đi qua tất cả bọn tu sĩ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết không ai chạy thoát có kẻ cũng kịp tế ra pháp bảo nhưng cũng không thể mảy may ngăn cản luận trình độ hiện giờ của hàn lập sự sắc bén của thanh phong trúc vân kiếm khi thi triển tuyệt không dưới đỉnh giai pháp bảo nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đón đỡ nói chi đến kết đan tu sĩ sau khi chém giết sạch sẽ cả bọn kết đan tu sĩ canh giữ hàn lập thần sắc không thay đổi thản nhiên liếc nhìn kình thiên cự trụ phía trước tay áo đột nhiên run lên, một trận thanh minh truyền ra. Hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm từ trong tay áo bay ra, lập tức cuồng trướng đến vài thước, hội tụ lại giữa không chung. Kim quang đại phóng, một kim sắc cự kiếm dài mấy trượng được hình thành, bay đến phía cự trụ. chương 1216, Nguyên tử Thần Sơn. Hàn lập điên cuồng khu động pháp lực, miệng quát khẻ một tiếng. Toàn thân cự kiếm linh quang đại phóng, rung lên, nhất thời hóa thành con kim sắc dao, xoay tròn trên không chung một cái, liền hung hăng bổ xuống. Âm, oanh, long, long, cự đại kim hồng bổ vào cự trụ. Phong hỏa cự trụ cứng như sắt thép bị kim quang chia làm hai nửa, phân ra hai bên ngã xuống ầm ầm. Đứng xa nhìn lại thấy như trời sụp đất nứt, các nghịch tinh minh tu sĩ ở phủ cận xung quanh đều hốt hoảng ngự khí bay lên không trung. Mà động tĩnh lớn như thế, tu sĩ song phương đều giật cả mình, hướng mắt nhìn về nơi phát khởi. Hàn lập lúc này, tà áo tung bay, phiêu phiêu huyền phù trong không trung không nhúc nhích. Tự nhiên tất cả nhìn thấy. Sau khi thấy Hàn Lập, một phương thì sắc mặt đại biến, một phương thì mừng như điên thét lên, hoàn toàn bày biện ra biểu tình tương phản. Đương nhiên cũng có người không rảnh rang mà nhìn tới Hàn Lập. Tỷ như có một đôi nam nữ, căn bản không thể bận tâm cái gì đang diễn ra xung quanh, đang bị năm con quỷ vây quanh, trong miệng phát ra tiếng chửi mắng không ngừng. Nói ra thì cũng vừa khéo, làm sắc ma khí cùng phấn hồng hương vụ của Song Ma vừa đúng bị hôi bạch sắc ma diễm của Ngũ Ma khắc chế chỉ còn biết cầm cự chống đỡ. Triệu lão giả cùng tử bào đại hán đứng ở phụ cận thấy vậy liền vừa mừng vừa sợ, vội vàng liều mạng thúc giục vô số bảo vật pháp khí, gia nhập vây công lam thị song ma. Về phần hơn 10 đoàn kim sắc trùng vân do Hàn Lập thả ra cũng đang mặc sức thể hiện uy phong. Dưới phân thần chỉ dẫn của Hàn Lập, chúng chuyên môn tìm kiếm các tu sĩ nguyên anh của nghịch tinh minh xuống tay. Chỉ thấy nơi bọn chúng đi qua vang lên thanh âm vù vù, đỉnh đầu của tu sĩ bị trùng vân bu lại, Vô luận pháp khí pháp bảo hộ thân gì cũng đều các điểm kim quang thôn phệ biến thành hư ảo. Liền sau một lúc công phu, đã có người mấy danh tu sĩ bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ. Kể từ đó, thế trận phía Nghịch Tinh Minh đại loạn, trùng vân đi đến đâu, tu sĩ giạt đến đó, giống như gặp phải độc xà, mọi người đều thoái nhượng ba thước. Hơn nữa mắt thấy Hàn Lập một kiếm hủy diệt mắt trận của Phong Hỏa Thiên Tuyệt đại trận, toàn bộ Nghịch Tinh Minh tu sĩ trong lòng đều đại chấn, sĩ khí rơi xuống tận cùng các tu sĩ nghịch tinh minh liền quay đầu bỏ chạy. Lúc đầu chỉ có mười mấy người, sau đó như bệnh dịch lây lan, kéo theo thành hàng trăm người xoay người bôn đảo tứ tán. Thậm chí không cần hàn lập ra tay, thế cục nghịch tinh minh tan tác đã định. Ngay cả long lão giả và lão ẩu thấy tình thế bất ổn, cũng chỉ công đối thủ vài cái lấy lệ, rồi lập tức hóa thành hai đạo đồn quang chạy mất không thấy bóng dáng. Lam thị song ma cũng biết tình thế không xong rồi, đột nhiên liên tiếp tế ra nhiều kiện pháp bảo uy lực vô cùng to lớn, bấm tay niệm chú khiến cho bảo vật tự bảo, cường ngạnh đẩy lui ngũ ma, thoát khỏi vòng vây, muốn phân khai hai hướng mà chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập nhướng mày, song xí sau lưng không chút do dự rung lên, chớp mắt một cái liền biến mất. Ngay sau đó, Lam thị song ma đang đào tẩu, đột nhiên nghe phía trước có tiếng sấm trầm thấp vang lên, một đạo kim hồ xuất hiện, Hàn Lập quỷ dị hiện ra, chậm rãi nhìn, vừa lúc chặn đường đi của đôi nam nữ này. Song ma vừa tiếp xúc ánh mắt vô cảm tình của Hàn Lập, tim không khỏi chìm xuống. Nhưng bọn chúng là ma môn tu sĩ thành danh đã lâu, tự nhiên không đàng khoanh tay chịu chết, sau khi liếc mắt lẫn nhau, liên phóng ra vô số bảo vật màu sắc đầy trời, đồng thời thân hình nhoáng lên thi triển ma công, hung hãn đánh tới Hàn Lập. Trong ánh mắt Hàn Lập hiện ra tia sát khí, mấy ngày sau, toàn bộ loạn tinh hải chấn động, trận đại chiến sinh tử giữa nghịch tinh minh và tinh cung, kết cuộc mang tính bất ngờ ngoài dự đoán của đa số. Chẳng những môn chủ vạn pháp môn vạn thiên minh bị chết trận, mà cả phần đông các cao giai tu sĩ của nghịch tinh minh cũng vẫn lạc, ngay cả hai hung ma hung danh mấy trăm năm nay, làm thị song ma cũng bị tinh cung dễ dàng diệt sát. Danh tự hàn lập, tự nhiên nổi danh từ trận chiến này, không ai không biết. Thậm chí các sự tích nào là hàn lập chưa ngưng kết nguyên anh vẫn dám xông qua hư thiên điện, lấy được hư thiên đỉnh, nào là bị nghịch tinh minh phát ra truy sát lệnh đuổi giết cũng bị các đám người moi ra bàn trong lúc trà dư tử hậu khiến cho các đám tu sĩ bình thường ở loạn tinh hải nghe xong chỉ biết chật, chật tác lưỡi không thôi. Chẳng qua lấy thanh danh hiện tại của Hàn Lập, tự nhiên không có lão quái Nguyên Anh nào dám can đảm đứng ra anh hùng khiêu chiến, chỉ còn nước sớm đi chầu ông bà ông vãi. Trong vòng mấy tháng, tinh cung phái ra một đội nhân thủ, bắt đầu chiến dịch đoạt lại đất đai đã mất, liên tục đuổi giết đám cao giai tu sĩ nghịch tinh minh, phản công tới tận hang ổ của nghịch tinh minh. Các Nguyên Anh trưởng lão còn lại của nghịch tinh minh tự nhiên không cam chịu thất bại như vậy, trước thì tìm đường đào tẩu, sau thì cắn răng tổ chức lại một nhóm nhân thủ, tại tổng đàn nghịch tinh minh cùng tinh cung tiến hành một tràng đại chiến. Tuy nhiên lúc này do không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ áp trận, nghịch tinh minh càng bại trận thê thảm. Tuy bọn họ đã vận dụng ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ vây công Hàn Lập, nhưng lại bị Hàn Lập giống hư phủi bụi, giết liền một hơi hai gã. Gã cuối cùng thoát được nhờ dựa vào bí thuật, tuy bảo toàn được tánh mạng nhưng thân thể bị chém làm hai đoạn, về sau, pháp lực cũng không thể khôi phục được nửa phần. Chỉ trong vòng nửa năm công phu, một lần nữa tinh cung lại cầm quyền thống trị nội tinh hải, các thế lực lớn nhỏ đều nhất nhất thần phục. Nhân cơ hội này, Lăng Ngọc Linh bắt đầu kế sách chiêu hàng các thấp sai tu sĩ của nghịch tinh minh, kiên quyết đuổi tận giết tuyệt một số ít còn lại các nguyên anh trưởng lão của nghịch tinh minh. Kể từ đó, nghịch tinh minh dần dần tan rã từ trong nội bộ mà ra. Một liên minh to lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt đã tan rã, giống như hoa cúc sớm nở chóng tàn. Nửa năm som trong cấm địa thánh sơn của tinh thành, có một nam một nữ, một trước một sau, tiêu sái đi trong một cái thông đạo dài. Thông đạo này dùng khiết bạch mỹ ngọc chế thành, bóng loáng như gương, bề mặt không nhiễm một hạt bụi. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, nam thì bình thường, chính là hàn lập cùng tinh cung nhất môn chi chủ lăng ngọc linh. Thì ra nguyên từ sơn được đặt ở địa phương này, núi đáng sợ như thế nào mà khiến cho các người sợ hãi đến vậy. Hàn lập đi phía sau, đánh giá quang cảnh xung quanh, miệng nhàn nhạt hỏi. Dùng từ đáng sợ cũng chưa đủ, tu sĩ dưới cấp nguyên anh kỳ vô tình tiếp cận núi này, lập tức linh lực phản phệ, tánh mạng cũng xong. Còn Nguyên Anh tu sĩ cũng chỉ dám lưu lại phụ cận xung quanh thần sơn trong một thời gian không quá dài, nếu không tu vi cũng bị hao tổn lăng ngọc linh quay đầu lại nói. Đạo hữu đã nói như thế khiến tại hạ càng thêm tò mò, thật không hiểu Nguyên từ thần sơn từ đâu mà có. Hàn lập động dung, liền hỏi, chuyện này ta đã nghe ra phụ nói qua, trong một lần đi du lịch ở ngoại hải, đã thấy tòa sơn này theo dung nham của một hỏa sơn dưới đáy biển phun ra chỉ nội tìm cách di chuyển tòa thần sơn này gia phục đã mất sức chín châu hai hổ thậm chí vài tên đệ tử kết đan kỳ cũng bởi vì chuyện này mà phải giảm tu vi sau đó gia phụ mẫu dùng nguyên từ thần quang bắt đầu luyện hóa tòa sơn này nhưng việc này thật là hao sức tốn công cho đến qua đời mà mới chỉ luyện hóa được non nửa mà thôi lăng ngọc linh cẩn thận giải thích cho hàn lập hắc hắc nếu thật sự luyện chế thành công lệnh tôn đã thoát khỏi sự hạn chế của nguyên từ sơn không còn phải bị cấm khốn nữa hàn lập cười nhẹ thấp giọng nói nhưng lúc này Lăng Ngọc Linh vẫn mỉm cười, không nói tiếp, mà đi tới một góc quanh, dừng chân. Phía trước thông đạo xuất hiện cửa đại ngọc môn màu xanh biếc, trên bề mặt cánh cửa đủ loại cấm chế phủ sách nhiều màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng lấp lẽ. Nơi này chính là nơi gia phụ mẫu tu luyện khi còn sống. Trên đại môn này đã được gia phụ mẫu bày ra các cấm chế đặc thù mới có thể ngăn cách được ngũ hành chi lực của Nguyên Từ Sơn Lăng Ngọc Linh vừa nói, vừa nhấc cổ tay, một khối tuyết bạch ngọc bài hiện lên trong tay nàng nhắm hướng ngọc môn nhẹ nhàng ném bạch ngọc bài tới nhất thời một chùm bạch hà ti từ trong ngọc bài bắn ra đem các cấm chế phủ triện trên ngọc môn quét đi mất đại môn đang đứng im đột nhiên cử động thanh âm vù vù phát ra hai cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra lăng ngọc linh sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên hé miệng phún ra một khẩu lam sắc ngọc câu câu này thần diệu dị thường vừa ra liền bay múa hóa thành một đạo lam hồng đem lăng ngọc linh bảo hộ bên trong sau đó nàng mới quay đầu nhìn hàn lập nghiêm nghị nói nguyên từ thần sơn cũng ảnh hưởng đến ngũ hành pháp bảo. Tuy Hàn huynh thần thông quảng đại, khi tiến vào trong cũng nên cẩn thận một chút. Ngọc Linh đạo hữu yên tâm, ta tự nhiên biết bảo trọng Hàn Lập mỉm cười đáp lời. Không thấy hắn có hành động gì, thân hình kim quang chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc quang trảo. Chính là kim cương trảo của Hàn Lập, bảo vật này cấu tạo thành phần của nó không phải từ ngọc nên không nằm trong khống chế của ngũ hành. Lăng Ngọc Linh thấy cảnh này, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau lập tức cười thản nhiên, một tay giơ lên, tế ngọc bài ra giữa không trung, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ êm tai. Ngọc bài chấn động, từ bề mặt bay ra một phiến đầy các phù văn màu sắc khác nhau, trực tiếp nhập vào đại môn. Đại môn lập tức chậm rãi mở ra, ẩn hiện phía bên trong một mảng ánh sáng nhũ bạch sắc. Trong nháy mắt đại môn đã mở ra hoàn toàn, ngay lập tức Hàn Lập cảm giác có một cỗ khí tức khác thường đập vào mặt, trong tâm chợt dùng mình, một linh lực trong cơ thể chợt loạn động, giống như con ngựa bất kham chạy như điên trong cơ thể. Do đã có đề phòng, Hàn Lập âm thầm vận khởi thanh nguyên kiếm quyết công pháp vài lần, mới có thể mạnh mẽ chân áp linh lực ổn định, cơ thể hồi phục bình tĩnh trở lại. Trên mặt Hàn Lập thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ. Hắn đã có kim cương trảo hộ thân mà còn mệt mỏi như vậy huống chi là tu sĩ bình thường tiếp cận toàn sơn này, hậu quả như thế nào hẳn cũng biết. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không khỏi liếc nhìn tình hình của Lăng Ngọc Linh lúc này. Mặc dù Lăng Ngọc Linh đã có ngọc câu hộ thân, nhưng hiện khí huyết cũng quay cuồng, Ngọc Dung nhuốm hồng. Trong lúc này nàng lại càng xinh đẹp, chương 1217, ngũ hành chi lực. Sau đó Lăng Ngọc Linh khôi phục thần sắc bình thường, nàng bèn đi qua đại môn. Tự nhiên Hàn Lập đi theo sau, phía sau đại môn là một động quật diện tích rộng kinh người, gần ngàn trượng mà chiều cao cũng có hơn trăm trượng, bốn phía vách động toàn là những tảng đá màu xanh không biết tên, trên bề mặt đá này phát ra bạch sắc quang mang giống như nguyệt quang thạch. Nhưng những điều này không mảy may hấp dẫn Hàn Lập ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng tại một tòa tiểu sơn nằm ở giữa. Nói là tiểu sơn kỳ thật hay chuẩn xác hơn chính là một khối cự thạch thể tích khổng lồ. Cự thạch này cao năm sáu chục trượng, trên nhọn dưới thô, từ xa nhìn lại giống như một tòa núi nhỏ thu gọn. Núi này hắc hắc u u, nhìn thoáng qua không điểm nào thu hút, thật sự không thể liên tưởng đến tin đồn nguyên từ thần sơn, chỉ là một khối cự đại thiết thạch mà thôi. Nguyên từ sơn, hàn lập ngừng sát phía cánh cửa đại môn, hai mắt nheo lại đánh giá tòa tiểu sơn này. Chính nó, tòa tiểu sơn này vốn là màu xám trắng nhưng sau khi được phụ mẫu ta luyện hóa hơn một nửa, chẳng biết tại sao biến thành bộ dáng như trước mắt Lăng Ngọc Linh đi tới thêm vài bước rồi dừng lại không dám liều mạng bước thêm. Hàn Lập đứng yên nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới lưới qua Lăng Ngọc Linh, chậm rãi tiến đến gần nguyên từ sơn. Mà Lăng Ngọc Linh không đi theo, vẫn đứng yên tại chỗ. Càng tới gần, Hàn Lập càng cảm thấy ngũ hành chi lực phát ra từ núi này càng cường đại, làm cho linh lực trong cơ thể một lần nữa xuẩn xuẩn dục động chẳng qua hàn lập đã sớm có phương sách phòng bị ngũ hành chi lực không thể làm phiền được hắn sau vài lần vận chuyển pháp quyết cơ thể liền bình yên vô sự trong giây lát hắn đã đi đến trước tòa hắc sắc tiểu sơn hàn lập chắp hai tay sau lưng đi thong thả vòng quanh hai mắt nheo lại lam quang ẩn hiện không ngừng chấp động bộ dáng tựa hồ muốn thấu triệt nguyên từ sơn từ ngoài đến trong minh thanh linh mục lúc nào cũng đem lại kết quả khả quan cho hàn lập nhưng lần này hắn lại thất vọng mặc dù pháp lực toàn thân đã quán chú vào song mục nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy toàn là một mảng đen tuyền, căn bản không thể xâm nhập vào bên trong, đừng nói chi đến việc nắm cấu tạo của tòa tiểu sơn này. Về phần thần niệm, một chút cũng không dùng được, thần niệm chưa đến gần đã bị ngũ hành chi lực mạnh mẽ che chắn, bẻ cong qua chỗ khác. Hàn Lập bước đi thong thả, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn tiến lên vài bước, lấy tay vuốt ve bề mặt hắc thạch của thần sơn. Kết quả khi nam ngón tay chạm vào hắc thạch liền truyền đến cảm giác ôn lương như ngọc làm cho người ta có cảm giác trái ngược một trời một vực. Hàn Lập lộ ra tia ngạc nhiên, như thế nào, huynh cho rằng không giả chứ? Lăng Ngọc Linh ở phía sau cười dài, mở miệng nói. "Hắc, hắc, trên thế gian đồ vật có khả năng gây nhiễu linh lực của nguyên anh tu sĩ, cho dù không phải là nguyên từ sơn, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật. Làm sao giả được?" Hàn Lập thu tay lại, cười nhạt, Hàn huynh nghĩ như vậy khiến thiếp thân cũng an tâm. Tu sĩ không tu luyện nguyên từ thần quang sẽ không biết xử trí với tòa sơn này như thế nào trừ phi là tu luyện nguyên từ thần quang, nếu không chỉ bằng sức một người, di chuyển sẽ vô cùng chậm chạp. Nếu muốn đem tòa sơn này rời đi, cho dù đạo hữu pháp lực cao thâm cũng vô pháp độn đi được xa. Năm xưa, gia phụ đã tu luyện được mấy tầng nguyên từ thần quang, cùng với sự hiệp trợ của nhiều đệ tử trong cung, mới đủ sức đem tòa sơn này từ ngoại hải về tinh cung nhưng cũng đã mất thời gian hơn. 10 năm mới xong, Hàn Huynh, chỉ bằng huynh trước hết ở lại tinh cung vài năm tu luyện hai tầng nguyên từ thần quang vấn đề lo lắng mang núi này đi sẽ không còn thu ba lưu động trong chốc lát hốt nhiên lăng ngọc linh nói như vậy ý của ngọc linh đạo hiếu không tu luyện trước nguyên từ thần quang hẳn không thể mang núi này đi được thật sự khó giải quyết vậy sao hàn lập không trả lời mà hỏi lại ha ha thiếp thân cũng không dám khẳng định như thế thần thông hàn huynh đã không dưới gia phụ có lẽ còn có bí thuật khác tha thập được núi này không chừng nếu không đạo hữu phải tốn nhiều sức lực đó nha lăng ngọc linh thản nhiên cười nói nước đôi trước tiên hãy thử xem sao đã hàn lập hơi trầm ngâm chậm rãi nói sau đó hai tay hắn kháp quyết dương tay đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết về phía tòa hắc hắc tiểu xuân này thanh quang lóe lên mắt thấy pháp quyết này sẽ tiến nhập vào trong núi nhưng phanh tại thời điểm thanh sắc pháp quyết cách vách núi chừng một thước đột nhiên phát ra một trận bạo liệt thanh sắc pháp quyết biến thành điểm điểm thanh quang sau đó tiêu thất hàn lập nhướng mày Mười ngón tay phi khoái chuyển động, đạo đạo pháp quyết màu sắc khác nhau liên tiếp bắn ra. Nhưng vô luận pháp quyết nào, kết quả đều giống nhau, chưa đến gần được Nguyên Tử Sơn liền tự bạo rồi tiêu thất. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ ngưng trọng, hắn lại đưa tay án lên thạch bích. Lúc này hắn không thu tay lại, ngược lại trong miệng hắn lẩm bẩm, nhất thời trong tay hắn linh quang chớp động, một đạo pháp quyết mạnh mẽ rót vào bên trong sơn thể. Nhưng pháp quyết vừa ly khai khỏi lòng bàn tay, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ vô hình cự lực thuận theo pháp quyết tác dụng ngược lại. Nguyên linh lực trong cơ thể lúc nãy đã được chấn áp ổn định, bây giờ lại lồng lên như con ngựa bất kham chảy tuôn vào trong núi. Sắc mặt hàn lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng, kim quang của màn hộ chảo đại phóng, tay kia hung hăng án vào thạch bích đánh một kích. Nhất thời thân hình hắn chấn động, ngã ra sau một cái, cuối cùng thoát khỏi lực hấp dẫn của Nguyên Từ Sơn. Lúc này hàn lập mới hít vào sâu một hơi, thần sắc thoáng buông lỏng. Cũng may là hắn, chứ nếu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ chỉ sợ nếu lâm vào tình trạng này phải hao tổn nhiều pháp lực. Hành huynh, người không sao chứ? Lăng Ngọc Linh thấy tình cảnh như vậy, cả kinh bèn hỏi. Không có gì, núi này có chút tà môn, phương pháp thu thập bình thường xem ra rất khó áp dụng với nó. Như vậy đi, ta tạm ở trong này hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, tìm xem có phương pháp khác hay hơn thu thập nó. Nếu vẫn không được ta sẽ rời đi hàn lập lắc đầu, trầm giọng nói. Điều này đương nhiên, Chẳng qua tuy Hàn Huynh pháp lực cao thâm nhưng không có tu luyện nguyên từ thần quang, nghỉ ngơi ở nơi này cũng không tiện. Ta phỏng chừng Hàn Huynh chỉ ở khoảng 3-4 ngày trở lại. Kéo dài hơn nữa chỉ sợ pháp lực của Hàn Huynh phải hao tổn. Ba ngày sau, ta sẽ quay lại đây Lăng Ngọc Linh không có ý kiến khác, chỉ nhắc nhở Hàn Lập. Hàn Lập gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vì thế Lăng Ngọc Linh đem Ngọc Bài đưa cho Hàn Lập, sau đó chỉnh đốn trang phục, thi lễ cáo từ. Chờ thân ảnh của nàng biến mất sau cửa Ngọc Môn, Hàn Lập liền không khách khí lấy ngọc bài hướng ngọc môn, rót pháp lực vào, nhất thời từ ngọc bài lại bay ra đại phiến phù văn nhập vào trong cánh cửa. Vù vù mấy tiếng, cánh cửa liền tự động khép lại. Bố trí xong điều này, Hàn Lập vẫn chưa vội vã lập tức nghiên cứu nguyên từ sơn, mà trước hết đem thần niệm thả ra, cẩn thận tìm tỏi bốn phía động quật. Sau khi xác định không có tồn tại cấm chế nào khác, hắn không chút hoang mang lấy từ trong túi chữ vật nhất điệp trận kỳ, hướng về vài cái góc ném đi nhất thời có hơn 10 đạo quang mang bay vào trong các góc bất kiến tung ảnh. Một cỗ hoàng sắc mê vụ từ dưới đất sông lên, trong chớp mắt đã che đẩy cả động quật. Lúc này Hàn Lập mới chân chính yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt đặt trên nguyên từ Sơn. Lại nói tiếp, việc lấy tiểu Sơn luyện chế thành bảo vật, không phải là hắn chưa từng thấy qua, thậm chí cũng từng có một kiện bảo vật là thiên trọng Sơn trong bảo khố, uy lực cũng không nhỏ. Nhưng ngoại hình thiên trọng Sơn cũng chỉ giống ngọn núi mà thôi, vẫn là loại bảo vật phổ thông, không khó giải quyết như Nguyên Tử Sơn, giống như một con nhím mà người không thể trực tiếp đưa tay cầm lấy được. Hắc, hắc, xem ra nhà đầu kia rất nóng tâm muốn người tu luyện Nguyên Tử Thần Quang A. Bỗng nhiên một đoàn thanh quang từ trong tay áo bay ra, lập tức biến hóa thành một hư ảnh đồng tử. Chính là nhân hình của Thiên Lan Thánh Thú, ta cũng cảm giác vậy, vị lăng cung chủ đích xác hy vọng ta tu luyện Nguyên Tử Thần Quang. Nếu ta nhớ không lầm, Nguyên Tử Thần Quang tựa hồ rất khó tu luyện. Pháp quyết này lưu truyền ở loạn tinh hải cũng nhiều, nhưng cũng chỉ có thiên tinh song thánh lấy được nguyên từ sơn mới chân chính tu luyện thành công. Hiện nếu ta muốn tu luyện công pháp này, đa bán phần phải mượn lực của nguyên từ sơn. Nhưng nếu vậy, chỉ sợ dẫm theo vết xe đổ của thiên tinh song thánh, linh lực trong cơ thể liên kết một mạch với ngũ hành chi lực của núi này, không thể dễ dàng đi xa nó được hàn lập thần sắc bình tĩnh nói. Nga, nói như vậy hẳn nha đầu kia muốn ám toán ngươi. Đồng tử tùy ý hỏi, ám toán không thì chưa biết nhưng bản thân ta vĩnh viễn bị nhốt ở thiên tinh thành là chuyện thực, không thể không gia nhập thiên tinh cung. Nếu không, ngày đó thiên tinh song thánh đâu có tốt đến mức đưa cho ta bí thuật đột phá hóa thần kỳ mà chỉ có lấy ba điều kiện viện thủ tùy ý của ta. Hơn nữa bọn chúng đưa ta không ít phương pháp đột phá hóa thần, nhưng cũng chỉ là những yếu lược đơn giản, cũng chỉ có phương pháp tu luyện nguyên từ thần quang mới là phương pháp có khả năng nhất. Bấy dập chúng bày ra chẳng lẽ ta lại chui đầu vào. Hàn lập nhìn chằm chằm tòa tiểu sơn không chớp mắt, miệng cười lạnh, nói. Nga, bọn chúng làm như thế, Xem ngươi không ra gì, muốn chọc giận ngươi. Đồng tử bĩu môi, chỉ cần ta có lòng muốn đột phá hóa thần, dù biết này là kế mưu, cũng không khỏi không động tâm. Thiên Tinh Song Thánh bày mưu không sợ ta không làm, nhưng nếu có biện pháp mang Nguyên Tử Sơn rời đi thì không cần phải tu luyện Nguyên Tử Thần Quang. Kết cục bế tắc tự nhiên được giải khai, xem ra Thiên Tinh Song Thánh đối với Nguyên Tử Sơn rất có tự tin sự lợi hại của nó. Điều này cũng khó trách, bọn chúng mượn Nguyên Tử Sơn tu luyện liền bị nhốt ở đây liền mấy trăm năm hẳn cũng đã tìm nhiều phương sách giải khai nhưng không được. Ta phỏng chừng cũng vô kế khả thi Hàn Lập sờ sờ cầm, thở dài một cái, nói. Đạo hữu cũng không giống như thiên tinh song thánh lúc trước. Hay hãy thử tu luyện nguyên từ thần quang, sau khi công pháp thành tựu, cũng không bị nguyên từ sơn hạn chế, có thể chậm rãi mang núi này rời đi đồng tử nhãn châu xoay động, cười hi hi, đề nghị. chương 1218, Xích Hồn Phiên, hừ, ta đâu có rảnh hơi như vậy, dù ta có tu luyện thành nguyên từ thần quang, trong một khoảng thời gian ngắn luyện thành nhất nhị tầng có thể di động được nguyên từ sơn nhưng không thể thu nhỏ bỏ nó vào túi chữ vật để đi bằng con đường truyền tống trận về thiên nam được hàn lập lại thở dài thì thao nói ừ nếu như vậy ta cũng không còn cách nào tốt hơn nếu là ở linh giới ta liền dùng càn khôn đái trực tiếp bỏ nguyên từ sơn vào trong nhưng ở đây thì đồng tử lắc đầu vẻ mặt lộ ra sự đáng tiếc hàn lập không biết càn khôn đái là cái vật chi chi nhưng lại biết thêm có một loại không gian bảo vật khác trong lòng kinh ngạc nhưng cũng biết không thể trông cậy vào vị thiên giải thánh thú này xem ra lúc này chỉ có tự chính mình suy nghĩ biện pháp tuy hắn muốn mượn lực nguyên từ sơn đột phá hóa thần nhưng không muốn bị người khác bắt ép cho dù tu luyện tại nguyên từ sơn nhưng không thể ở chỗ thiên tinh thành được nếu ở lạc vân tông hắn cũng sẽ không tu luyện nguyên từ thần quang lấy thanh danh của hắn ở thiên nam sớm hay muộn rồi cũng để luộc tin tức sẽ giống như tinh cung rước lấy một mối đại họa cho lạc vân tông tốt nhất tìm một chỗ cực kỳ an toàn, tuyệt không để cho người khác tìm thấy, một hơi tu luyện công pháp này đại thành, không để cho người khác một chút cơ hội. Bất quá chuyện hắn tu luyện công pháp này hay không vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Vẫn còn cách hắn mượn lực hàn diếm của ngũ ma để đột phá hóa thần kỳ. Nếu may mắn thành công tự nhiên hắn sẽ không vội vã tu luyện nguyên từ thần quang, nếu không dù công pháp này có uy lực kinh người, hắn cũng không muốn lấy dây tự buộc mình. Mặc kệ như thế nào, chuyện thiết yếu lúc này là toàn lực thử xem còn có diệu pháp nào thu thập được nguyên từ sơn. Nếu có thể giải quyết việc này, tự nhiên không còn nhiều kiêng kỵ băn khoăn nữa. Trong lòng nghĩ thông suốt như vậy, tạm thời Hàn Lập đặt hết tất cả lo lắng ra sau lưng, liền vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời hơn 10 chương phù triện hiện lên trong tay, hắn giơ tay, tất cả phù triện này trực tiếp bắn về phía tiểu sơn. Lúc này đây, các phù triện đều bình yên vô sự bay đến phía trên tiểu sơn, vẫn chưa có điều gì bất ổn xảy ra. Hàn lập thấy vậy trong lòng vui mừng, hai tay vội vàng khắp quyết, thúc giục thần niệm. Thanh âm bạo liệt ầm, ầm phát ra, hơn 10 đoàn linh quang ở mặt ngoài thạch bích bạo liệt, phù triện trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sắc mặt Hàn lập có chút khó coi, khẽ thở dài, lật tay lần nữa, trong tay xuất hiện một pháp bàn. Hắn bèn hướng tiểu sơn ném pháp bàn tới, đoàn đoàn quang đoàn màu sắc khác nhau vây quanh nguyên từ sơn chậm rãi chuyển động, đồng thời trong động quật vang lên thanh âm chú ngữ trầm thấp của Hàn lập. Các quang đoàn vây quanh Nguyên Từ Sơn chuyển động càng ngày càng nhanh. Ba ngày sau, một đạo thanh quang từ đỉnh Thánh Sơn bắn nhanh lên trời, lấp lóe mấy cái liền biến mất vào không trung. Sau đó không lâu, trong thánh điện trên đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên vang lên 11 tiếng chuông vang vọng chính tầng trời, thanh âm ngân nga như long ngâm chi âm. Cơ hồ tại từng góc của Thiên Tinh Thành đều có thể rành mạch nghe rõ Tinh Cung công bố, vị đại tu sĩ Hàn Lập chính thức gia nhập Tinh Cung, trở thành Tinh Cung khách khanh trưởng lão, hơn nữa bắt đầu bế quan trăm năm tại Thánh Sơn nghe được tin tức này trong nhất thời các thế lực lớn nhỏ đều có tâm tình khác nhau nhưng cũng không có bao nhiêu người quá kinh ngạc dù sao trong trận chiến giữa nghịch tinh minh và tinh cung nếu không nhờ hàn lập giết chết vạn thiên minh thì chỉ sợ nơi tan thành mây khói là tinh cung rồi trong cục diện rối ren của loạn tinh hải lúc bấy giờ chỉ có vị đại tu sĩ này mới có thể thay đổi cục diện chấn nhiếp toàn bộ loạn tinh hải như vậy mà trong suy nghĩ của các thế lực hàn lập đã tương trợ tinh cung đối phó với nghịch tinh minh như vậy cũng có ít nhiều quan hệ nên việc tỏa chấn tinh cung cũng là chuyện thường tình hợp lý mà thôi. Kể từ đó, những kẻ nào còn mang trong lòng ý nghi ám muội giờ phút này coi như bỏ quên ý tưởng phi thực tế trong đầu. Ở nội tinh hải, khá nhiều các tông môn thế lực tuyên bố bế quan. Trừ chuyện nhân thủ tinh cung đuổi giết tàn dư nghịch tinh minh, còn lại toàn bộ các đảo đều mang một cảnh tượng hòa bình yên tĩnh. Lại nói, từ lúc nghịch tinh minh quật khởi, khiến cho tinh hải rằng con áo động suốt mấy trăm năm, Trừ nghịch tinh minh và tinh cung chết khá nhiều tu sĩ, còn các tông môn thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều cũng bị vạ lây, số lượng các thế lực bị diệt môn và các thế lực mới quật khởi cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại chuyện tinh cung một lần nữa thống trị tinh hải là không thể tránh né, lại còn có vị đại tu sĩ làm khách khanh trưởng lão, khiến cho tất cả các thế lực đều thành thật dị thường, không ai muốn trở thành bia ngắm cho tinh cung giết gà dọa khỉ. Các tầng lớp cao tầng trong các thế lực đều cẩn thận các ý niệm trong đầu tự nhiên bọn họ không biết vị khách khanh trưởng lão mà bọn họ rất tối kỳ kia không ngồi trong mật thất ở thiên tinh thành tu luyện mà hiện đã ở cách xa thiên tinh thành không biết bao nhiêu ngàn dặm đang hóa thành một đạo thanh hồng phi độn tại một nơi nào đó trên mặt biển bản thân ta cũng không ngờ ngươi lại đáp ứng làm khách khanh trưởng lão cho tinh cung tuy đối phương đã cống nạp mấy trăm vạn linh thạch nhưng với tính cách của ngươi mà ta đã biết thì ngươi sẽ cực tuyệt ngươi không phải là loại người không thích bị phiền toái sao trong tai hàn lập truyền đến thanh âm nửa cười nửa không của đồng tử Ta cũng sợ phiền toái lắm chứ nhưng đã có người khẳng khái dâng nhiều linh thạch như vậy đến tận miệng, mà chỉ đảm nhiệm một cái hư danh, thằng ngu mới từ chối. Huống hồ cục diện ở loạn tinh hải đã định, tinh cung cũng chỉ muốn mượn thanh danh của ta để dọa người mà thôi. Nếu ta thật sự đáp ứng gia nhập tinh cung, ở lại thiên tinh thành chỉ sợ ngược lại đám trưởng lão đứng ngồi không yên hàn lập cười lạnh nói. Điều này cũng khó trách, bằng vào tu vi hiện tại của ngươi, cường hành trú tại tinh cung, không phải là không có khả năng chỉ cần đem đám tinh cung trưởng lão một mặt xử lý, một mặt bồi dưỡng tâm phúc, chỉ cần khoảng hai ba trăm năm, tinh cung sẽ là của họ Hàn. Tựa hồ đồng tử đối với hành động cướp của này khá quen thuộc, khẽ cười nói. Hừ, nếu ta không tính chuyện phi thăng linh giới, chỉ tính toán khai tông lập phái ở nhân giới, tự nhiên đây là một lựa chọn không tồi. Nhưng ta làm chuyện vô dụng này làm chi chỉ tổ chậm chế việc tu hành hàn lập đối với ý kiến của đồng tử lãnh đạm dị thường, không có một chút hứng thú đạo hữu một lòng kiên tâm hướng đạo, lão phu cực kỳ bội phục. Đổi lại lão phu mà đối mặt với một cơ nghiệp đồ sộ như vậy, đa phần sẽ không nhịn được ra tay chiếm đoạt. Phải chăng các tu sĩ phi thăng ở nhân giới ngươi đều có nghị lực như vậy? Đồng tử im lặng trong chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán. Hàn mỗ cũng không phải là thánh nhân, nói đối mặt với cơ nghiệp lớn như tinh cung mà không động tâm tự nhiên là nói dối. Nhưng ta sẽ không lãnh phí thời gian nhỏ nhoi còn lại để xem hoa thường nguyệt. Bản thân đạo hiếu là thiên địa linh thú, về mặt thọ nguyên làm sao hàn mỗ có thể sánh bằng, tự nhiên là không để thời gian mấy trăm năm vào trong mắt ánh mắt lấp lóe hàn lập bình tĩnh trả lời. Lời này có chút đạo lý, chẳng qua, người không thể mang nguyên từ sơn đi theo, thật có chút đáng tiếc. Không vấn đề, tạm thời gửi nó ở tinh cung cũng được, núi này đâu có chạy được, chờ thời điểm ta thật sự cần tu luyện, tới lấy cũng kịp. Điều phiền toái duy nhất là ta không ngờ khó giải quyết nguyên từ sơn đến như vậy ta đã thử qua tất cả các biện pháp khá dĩ mà vẫn không thể thu nhỏ nó được. Hàn lập nhướng mày nói, đích xác, ở bên nguyên từ sơn mấy ngày, người cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng cơ hồ núi này thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, các loại pháp quyết đều cũng vô dụng. Tựa hồ loại bảo vật này là loại mà nhân giới không nên có đồng tử cũng lộ ra điều suy nghĩ của mình. Chẳng qua đạo hữu đã có nói qua, nếu có càn khôn không gian bảo vật liền có thể đem bỏ nguyên từ sơn vào trong. Hàn lập mặc nhiên hỏi ra một câu hàn đạo hữu muốn nói đến càn khôn đái mang trên bản thể của ta chẳng lẽ ngươi có lại bảo vật này nhưng nói trước cho ngươi nghe không gian pháp khí hay không gian bảo vật bình thường tuyệt không thể chứa đựng nguyên từ sơn đồng tử lấy làm kỳ quái hỏi ngược lại kiện hoàn chỉnh thì không có nhưng nửa kiện thì ta có một cái ta cũng vừa nhớ ra cách đây không lâu có lẽ có khả năng mang được nguyên tử sơn hàn lập cân nhắc trong chốc lát mới chậm rãi nói bán kiện lần này giọng đồng tử có chút run sợ hàn lập mỉm cười bỗng vỗ tay vào túi chữ vật nhất thời hắc quang chợt lẽ một đồ vật hình dạng cổ quái xuất hiện trước mắt dĩ nhiên là kiện hắc phong kỳ tàn khuyết bảo vật này nhất kiện không gian linh bảo uy lực vô cùng lớn chuyện mà được nguyên từ sơn là không cần phải nói chính là hắc phong kỳ chỉ còn có non nửa trách không được hàn lập nói chỉ là bán kiện vừa thấy vật này đồng tử phát ra một tiếng kinh hô lập tức từ trong tay áo hàn lập bay ra một đoàn thanh quang trước mắt đã hóa thành một đạo hư ảnh đồng tử đưa tay hướng vật trong tay hàn lập vẫy một cái bán kiện hắc phong kỳ run lên bắn về phía đồng tử bị đồng tử giữ trong tay cúi đầu cẩn thận xem xét vật này nguyên là tiên giới linh bảo là không gian linh bảo dù cho ở linh giới cũng hiếm gặp chẳng qua vật này bị hủy thành dạng này thật sự đáng tiếc đồng tử cầm vật này lật tới lật lui hồi lâu sau mới trả vật ấy trở về sắc mặt ngưng trọng nói lấy kiến thức của đạo hữu xem có thể chữa trị được vật này hàn lập không trực tiếp đáp lời đồng tử mà hỏi ngược lại muốn chữa trị bảo vật này trở lại cùng bậc với lúc trước thì quá khó. Nhưng luyện chế lại thành một kiện không gian linh bảo thấp sai hơn một chút, cũng không phải không có khả năng. Ta nhớ rõ có một loại không gian bảo vật, gọi là xích hồn phiên, có chút cùng lại với kỳ này. Vì vậy có thể luyện chế xích hồn phiên nhưng, đồng tử nói đến đây liền dừng lại. Nhưng cái gì, Hàn Lập không khỏi truy vấn, việc luyện chế sữa chữa vật này cũng chỉ cần tài liệu phụ trợ mà thôi. Bằng vào thân phận của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được điều duy nhất là luyện chế xích hồn phiên cần tế luyện đại lượng sinh hồn uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào số lượng sinh hồn tế luyện nhiều hay ít xích hồn phiên là một trong thất kiện tà khí ở linh giới mà ta đã từng đề cập với ngươi là một kiện thập phần huyết tinh nếu ngươi múa thu vào nguyên từ sơn nếu không có mấy trăm vạn sinh hồn thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ấy về phần đem kỳ này tế luyện thành loại không gian bảo vật khác thì cũng được nhưng tài liệu cần thì nhân giới lại không có cũng chỉ có xích hồn phiên dùng tài liệu giống như kỳ này hơn phân nửa mới có thể luyện chế. Nếu không, đừng có mơ mà luyện chế xích hồn phiên ở nhân giới đồng tử sắc mặt nghiêm chỉnh giảng giải. Chương 1219, đánh sâu vào hóa thần kỳ. Cần phải có nhiều sinh hồn như vậy sao? Hàn Lập nghe được, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắc, hắc, ta nói như vậy là còn ít đấy, nếu muốn phát huy uy lực chân chính của xích hồn phiên, chỉ sợ phải cần ngàn vạn sinh hồn chỉ vì nhu cầu của đạo hữu nên ta đã châm trước giảm mới một ít. Chân chính xích hồn phiên tuy không phải là thông thiên linh bảo, nhưng cũng không kém quá xa. Đặc biệt thần thông không gian của nó, không biết làm cho bao nhiêu tu sĩ động tâm đồng tử cười nhạt, nói. Ngàn vạn sinh hồn, trừ phi ta đổ thành diệt đảo nếu không căn bản không thể tìm ra nhiều sinh hồn như vậy. Gì, có lẽ cũng không cần làm sự tình này, ta cũng có biện pháp khác lúc đầu, hàn lập liên tục lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, kinh hô nhớ ra điều gì đó. Như thế nào, đạo hữu có diệu pháp khác, đồng tử có chút ngoài ý muốn. Hàn lập nghe vậy nhưng không trực tiếp đáp lời, mà đưa tay lục lạo trong túi chữ vật, kết quả lục quang chấp động, hai can đạm lục sắc tiểu phiên xuất hiện trong tay. Hai kiện phiên kỳ chỉ sấp xỉ có mấy tấc, nhưng lục quang minh mông, phù văn phân bố khắp bề mặt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là bảo vật tầm thường. Cái này là do lúc trước trong hành trình đến Đại Tấn, hắn đã đoạt được hai cây quỷ la phiên, trong đó một cây lấy từ càn lão ma. Còn một cây đã bị ma khí trệ thể, chuyển hóa thành ma phiên, hiện đang nằm trên tay đệ nhị Nguyên Anh. Đây là, đồng tử ánh mắt chấp động, tỏ vẻ không biết cây phiên này. Điều này cũng khó trách, trong hành trình tại Côn Ngô Sơn, linh trí của Thiên Lan Thánh Thú chưa khai mở, tự nhiên không biết hàn lập thu bảo vật này. Nhưng hai cây quỷ la phiên truyền ra hồn khí kinh người, như thế nào mà đồng tử lại không thấy không biết đem âm hồn trên phiên này tế luyện lại, có dùng được trên xích hồn phiên. Hàn lập nhìn đồng tử, ngưng trọng nói, chỉ cần là tinh hồn là được, nhưng ta xem hai bảo vật này tuy chưa sánh hàng xích hồn phiên nhưng cũng không phải là bảo vật bình thường. Nếu tế luyện lại có thể chúng sẽ bị hủy hoàn toàn. Hơn nữa chỉ dựa vào tinh hồn trên hai cây này cũng không đủ để tế luyện xích hồn phiên đồng tử cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhắc nhở Hàn Lập. Phô Phương, hai kiện bảo vật này tuy uy lực không tồi, nhưng ta đã có linh bảo, đối với cấp sai của ta cũng vô dụng. Về phần vấn đề số lượng tinh hồn không đủ, nếu có hơn 10 cây phiên kỳ như vậy hẳn cũng đủ tế luyện. Hàn lập sờ sờ cầm, nói hàm ý sâu sắc, hơn 10 cây, ta hiểu, đây chỉ là hai kiện trong trọn bộ bảo vật. Chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác, đồng tử ngẩn ra, hiện trong tay ta không có cây khác, nhưng ta biết địa phương nào có. Kỳ thật, ta còn biết một bảo vật còn có nhiều tinh hồn còn viễn siêu hơn quỷ la phiên. Đáng tiếc nó lại nằm trong tay của một yêu thú hóa thần kỳ nên ta không thể trêu chọc tới Hàn Lập lại nghĩ đến một kiện bảo vật khác, thần sắc lộ vẻ đáng tiếc. Hắn nói như vậy, tự nhiên là nhắc tới Vạn Yêu Phiên trong tay của Sa lão yêu ở Vạn Yêu Cốc. Ngày đó, bản thân hắn đã nếm đau khổ từ Vạn Yêu Phiên, trong phiên này sở hữu số lượng yêu hồn mà Quỷ La Phiên còn xa mới sánh bằng. Nếu dùng Vạn Yêu Phiên để tế luyện xích hồn phiên thì càng thích hợp. Đồng tử tự nhiên không biết Hàn Lập nhắc tới bảo vật gì nhưng cũng không có hứng thú truy vấn, nhàn nhạt nói. Nếu đạo hữu có đủ số lượng tinh hồn, bản thân ta có thể truyền thụ cho người miễn phí phương pháp luyện chế xích hồn phiên. Dù sao công pháp nguyên từ thần quang xem ra cũng có chút ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem đạo hữu tu luyện đại thành ra sao, rốt cuộc uy lực đến đâu. Hàn đạo hữu dự tính sau khi trở về thiên nam, liền lập tức bắt tay vào làm việc này. Việc này cũng không gấp, phải chờ cho ta tu luyện tới đỉnh của nguyên anh hậu kỳ đã, lại hoàn toàn luyện thành hàn diếm của ngũ ma. Dù sao các quỷ la phiên còn lại còn nằm trong tay của một số nguyên anh ma tu, nên tu vi ta phải tinh tiến thêm một chút rồi mới thực hiện được. Hiện tại ta nên quay về thiên nam hàn lập lắc đầu, đáp lời. Tùy ý ngươi, sau khi trở về, ta trước hết đem phương pháp luyện chế xích hồn phiên giao cho ngươi. Đạo hữu nên tranh thủ thu thập trước một số tài liệu phụ trợ đỡ phải mất thời gian về sau đồng tử lơ đánh, thân hình nhoáng lên một cái, hư ảnh liền tán loạn tiêu thất. Hàn lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ, phất tay áo một cái, thanh quang toàn thân đại phóng, hóa thành một đạo đảm thanh ảnh phá không mà đi, một lát sau, đã biến mất trên mặt biển. Mấy tháng sau, Hàn Lập thông qua thượng cổ truyền tống trận, lại quay về thiên nam. Hắn thu lại đám lục dược xương công canh giữa truyền tống trận, sau đó phá hủy truyền tống trận, rồi yên lặng ly khai động quật. Tiếp hai tháng sau, một lần nữa Hàn Lập về tới vân mộng sơn mạch của khê quốc. Chính mình dùng truyền âm phù thông báo cho Lữ Lạc một tiếng, rồi cũng không gặp mặt vị Lữ trưởng lão này, trực tiếp bay về tử mẫu phong. Lúc này Nam Cung Uyển vẫn bế quan, Hàn Lập tự nhiên không đến quấy rầy nàng tu luyện, thời gian rời đi chỉ vỏn vẹn một năm, đối với người tu đạo mà nói cũng chỉ là công phu trong nháy mắt. Tu tiên giới ở Thiên Nam thậm chí không biết vị đệ nhất tu sĩ ở Thiên Nam này đã từng tới Lạc Vân Tông một thời gian. Lữ Lạc Thu được tin tức Hàn Lập trở về, trong lòng đại nhẹ nhõm. Hiện Lạc Vân Tông có an toàn hay không hoàn toàn dựa vào uy danh của Hàn Lập chống đỡ, trừ phi trong môn có thêm 3-4 danh tu sĩ Nguyên Anh. Nếu không có Hàn Lập, địa vị siêu cấp của Lạc Vân Tông hiện giờ xem ra có chút miễn cưỡng. Chẳng qua khi Hàn Lập vừa về tới động phủ, lại dùng phi kiếm truyền thư cấp cho Liễu Ngọc một ngọc giản, trên đó có ghi đầy đủ các hài luyện phụ trợ để tế luyện xích hồn phiên, nhằm tranh thủ trong lúc hắn bế quan, Liễu Ngọc sẽ giúp hắn thu thập đầy đủ. Sau đó hắn liền tiến nhập mật thất, bắt đầu tiếp tục tu luyện tầng cuối cùng của Thanh Nguyên kiếm quyết đồng thời luyện chế Hàn Diễm của Ngũ Ma. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tuế Nguyệt lưu đào, bất chi bất giác, hơn 50 năm đã trôi qua trong lúc này hàn lập cảm ứng được nam cung uyển xuất quan bèn ngưng tu luyện chính mình xuất quan gặp vị bạn lữ này một phen cùng nhau đi du lịch hơn nửa năm ở thời điểm du lịch hàn lập đã ăn nam cung uyển không khí ôn nhu triền miên vô cùng tận hứng sau khi trở lại từ mẫu phong hắn liền bắt đầu thời gian tu luyện buồn chán lại nói tiếp các tu sĩ đều có chung một nỗi bi ai họ có thần thông mà phàm nhân không có cùng thọ nguyên cực dài nhưng không lúc nào lại không lo lắng khi hết thọ nguyên nên không thể ngừng tu luyện một khắc nào, chính là nuôi một tia hy vọng xa vời trường sinh bất tử. Nếu là hạng người trời sinh đã có nghị lực lớn thì cũng không cảm thấy việc tu luyện là thống khổ, nhưng đối với tu sĩ bình thường thì cũng có chút cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tu luyện thì con đường trước mắt lại vô vọng xa vời, cả cuộc đời phải bế quan vượt qua dự buồn tẻ, nhưng không tu luyện, cả kiếp này khó có cơ hội bước lên con đường tu tiên, hy vọng nhỏ nhoi thành đại đạo, không ai dễ gì cam tâm buông bỏ. Huống Chi ở mỗi tầng cảnh giới mới lại mang đến bội tăng thọ nguyên vô cùng hấp dẫn. Do vậy, kể từ đó trong giới tu tiên tu sĩ phân hóa thành hai cực khác nhau. Một bên là các tu sĩ có tư chất và tu vi thấp, một khi có chút thành tựu, tự biết mình không có hy vọng lớn tiến giai, sẽ không cam tâm nguyện bế quan tu luyện, sẽ thích cưới vợ lớn vợ bé hưởng thụ cuộc sống, quay lại cuộc sống thế tục, mở mang gia tộc, làm vua một gói. Bên còn lại là các tu sĩ cao giai, tiếp cận con đường trường sinh, không lãng phí thời gian đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc tu luyện, đối với các chuyện khác đều thờ ơ không quan tâm. Hàn Lập và Nam Cung Uyển tự nhiên thuộc tuyết người thứ hai. Một người là Nguyên Anh Hậu Kỳ, một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, ở nhân giới cũng xem như là đẳng cấp tột cùng, chỉ cần có thể phi thăng linh giới, con đường trường sinh sẽ không còn xa nữa. Cho nên hai người tuy đã kết thành bạn lữ ân ái dị thường, nhưng đều có thể kiềm chế không truy cầu nam hoan nữ ái như thông thường. Về mặt lý thuyết song tu chi đạo có tác dụng đối với việc tăng tiến tu vi nhưng công pháp hai người tu luyện lại không liên quan đến song tu, hơn nữa với cấp độ hiện tại thì song tu cũng không giúp tăng tiến được bao nhiêu. Ngược lại cả hai lại sở quá mức xa đà vào chuyện này, ảnh hưởng đến tâm cảnh chi đạo, cho nên không cố ý theo đuổi chuyện nam nữ, chỉ lướt qua một chút rồi dừng. Ngoài ra bởi vì có cùng chung ý tưởng theo đuổi thiên đạo, hai người vô tình tâm đầu ý hợp, cảm giác ân ái giao hòa. Vì thế sau khi hai người bế quan cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Cho đến một ngày nọ, phía trên không trung tử mẫu phong, đột nhiên phát ra thanh âm sấm sét vang thấu trời xanh, lấy vị trí ngọn núi này làm trung tâm kéo ra phạm vi mấy trăm dặm, thiên địa nguy khí đều bị sao động. Vô số linh khí quang đoàn cỡ đại quyền đầu màu sắc khác nhau từ trên núi, dưới đất, cây cỏ. Hiện lên hướng tử mẫu phong tụ lại, cuối cùng trên không trung của tử mẫu phong, hình thành một đoàn linh vân diện tích cỡ mẫu phát ra ánh sáng chói mắt, ở trên không trung xoay tròn không ngừng nhắm vào vị trí động phủ của Hàn Lập. Động tính kinh thiên như vậy, tự nhiên kinh động đến các môn hạ đệ tử của Hàn Lập ở phụ cận xung quanh. Cả Nam Cung Uyển đang bế quan cũng đi ra, tất cả đều giật mình nhìn hiện tượng trên không trung. Tử mẫu phong gần lạc vân tông, tự nhiên các tầng lớp cao tầng cũng cảm ứng được điều này. Lập tức có hơn 10 đạo độn quang trói mắt từ trong đại trận cấm chế của lạc vân tông bắn ra, phóng nhanh đến tử mẫu phong. Hai người cầm đầu chính là Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống, người cũng đã tiến giai Nguyên Anh sắc mặt hai người đều ẩn hiện vẻ ngưng trọng. Phía sau một chút là một đạo độn quang, là một bạch sam nữ tử trên mặt ẩn hiện vẻ nửa mừng nửa lo, chính là Liễu Ngọc. Trong mấy năm này, tu vi Liễu Ngọc không có tăng tiến nhiều nhưng quyền thế trong tông lại cực lớn, duyên cớ này là do nàng là đại biểu của vị đệ nhất trưởng lão Hàn Lập. Cả Lữ Lạc và Tống Nữ đối với nàng cũng khách khí dị thường. chương 1220, một lần nữa đi xa. Liễu Ngọc trong lòng đang khá cao hứng, nếu tu vi Hàn Lập một lần nữa tiến nhanh, thì địa vị của nàng khẳng định là nước dâng thuyền lên sau này sẽ có rất nhiều hảo sự lại nói đã từng hưởng thụ cảm giác quyền thế cho dù nàng có tính tâm tu luyện thì phân nửa là không được dù sao thì hiện nay thì mấy lão quái nguyên anh kỳ đối với nàng khách khí mấy phần điều này khiến cho nàng thật sự có cảm giác thỏa mãn huống chi với tư chất của bản thân nàng cũng rất rõ ràng mấy lần liên tiếp trùng kích vào nguyên anh không thành công hy vọng ngưng kết nguyên anh của nàng cũng đã tắt hiện tại chỉ chuyên tâm nghiệp trợ nữ lạc trong việc kinh doanh cho lạc vân tông. Cho dù tiên đạo bất thành, nàng cũng không có ý định vô thanh vô tức như vậy mà sống quãng đời còn lại. Hiện tại lạc vân tông phát triển nhanh chóng thế này, phần nửa là kết quả công sức nàng vất vả bỏ ra. Đối với biểu hiện của nàng nữ lạc rất là hài lòng. Các trung sự trong môn đều phân phó ủy quyền cho nàng. Nhưng khi đoàn người lạc vân tông tới bên ngoài tử mẫu phong lại bị một tầng cấm chế chặn lại. Đám linh vân khổng lồ trên bầu trời bắt đầu chuyển động tạo thành một vũng xoáy thật lớn chậm chậm muốn hạ xuống ngọn núi, lúc này trong cấm chế chuyển ra một âm thanh khẩn trương. Mở, một thoáng sau, màn sương mù che trước đám tu sĩ luân chuyển đảo lộn một hồi rồi lộ ra một cái thông đạo, đoàn người lập tức độn quang bay vào. Sau ra khỏi màn sương mù, đã thấy mộ phái linh đứng ngay trước khẩu môn động phủ. Nàng ta cầm một cây pháp kỳ màu vàng, im lặng đứng chờ bọn họ xuất hiện. Tham kiến nhị vị trưởng lão, Nam cung tỷ tỷ đã ở phụ cận đợi đã lâu, xin mời các vị theo ta. Ngộ Phái Linh đem pháp kỳ thu lại, nhẹ nhàng chỉ tay về phía ngọn núi xa xa, vô cùng khách khí nói. Nghe những lời này, đám người lữ lạc tự nhiên là không có ý kiến gì. Lập tức đoàn tu sĩ trực tiếp hướng ngọn núi kia bay tới. Đứng trên đỉnh phong, Nam cung Huyền một thân cung trang trắng như tuyết, trên người nàng không vương chút bụi trần, khác nào là Nguyệt cung tiên tử. Chỉ là hiện tại đôi mày ngài khẽ nhíu thấy đám người lữ lạc tới nàng nhẹ nhàng gật đầu. Rồi liền ngước nhìn những biến hóa của đám linh vân cách đó không xa, đôi mắt phượng chấp động không thôi. Bên cạnh nàng còn có hai tu sĩ khác, là Điền Cầm Nhi và một đệ tử khác tên gọi Thạch Kiên. Hai người này cũng ở trong khoảng mấy chục năm trước, đã kết đan thành công. Trong đó Điền Cầm Nhi đã phục dùng một viên định nhan đan, dung mạo của nàng Thủy chung vẫn khoảng 16-17, nên tuy nhiều năm trôi qua nhưng thoạt nhìn nàng vẫn phảng phất như thiếu nữ hai người này trước kia cũng có gặp qua lữ trưởng lão cùng nữ tử họ tống lúc này đứng sau nam cung uyển với vẻ mặt cung kính nam cung sư muội hàn sư đệ hẳn là đang đột phá hóa thần lữ lạc vừa nhìn thấy nam cung uyển không khỏi nóng ruột mở miệng trên mặt ẩn hiện một tia hưng phấn trừ phi tiến lên cảnh giới hóa thần kỳ đột phá bình cảnh thông thường sao lại có thanh thế lớn như vậy chỉ là thiên tượng hôm nay lại ngắn như vậy tựa hồ cũng chẳng không có thuận lợi nam cung uyển nhẹ nhàng trả lời trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng không quá thuận lợi, lần trùng kích này của Hàn Sư Đệ không phải đã khiến cho thiên tượng biến hóa kinh người thế sao? Lữ Lạc Cả Kinh lớn tiếng nói, nếu đám linh vân phía trên không trung có thể hạ xuống mẫu sơn này, cùng phu quân dung hợp thì mới tính là đột phá hơn phân nửa thành công. Mà lúc này linh vân hạ xuống với xu hướng miễn cưỡng như vậy, đây là biểu hiện của việc không thể khống chế được thiên địa nguyên khí. Chỉ sợ việc đột phá lần này của chàng sẽ không được thuận lợi nam cung uyển đối với việc đột phá hóa thần kỳ có chút nghiên cứu chậm chậm nói ra phân tích của mình các tu sĩ nghe lời nói của nam cung uyển rồi nhìn đám linh vân phía trên phát hiện linh vân lè lè chớp sáng quả nhiên mỗi lần hạ xuống phía mẫu phong đều bị một cỗ lực vô hình đẩy ngược trở lại thủy trung không thể chính thức hạ xuống bộ dáng miễn cưỡng hết sức lữ lạc thấy vậy trong lòng trầm xuống cũng không nói thêm gì đưa mắt nhìn phía lên không trung xa xa nữ tử họ tống mặc dù vẻ mặt bình thản không nói gì nhưng đôi mắt đẹp chớp động không chừng Dĩ nhiên trong lòng cũng đang có sóng gợn, các tu sĩ còn lại tự nhiên tâm tình cũng sẽ khác nhau, nhưng ai ai cũng lặng im. Trước mặt hai vị nguyên anh trưởng lão không dám tùy tiện mở miệng, bộ dáng tất cả đều cung kính. Đúng lúc này trên phía không trung xa xa, đám linh vân đột nhiên rung động kịch liệt, nổi lên trôi xuống, phát ra những âm thanh quỷ dị, rồi vân đoàn vĩ đại quay cuồng một hồi, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Linh vân bạo liệt nổ ra thành vô vàn linh quang đủ mọi màu sắc trên không trung sau đó chợt lóe lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Những linh khí quang đoàn liên tục bay tới mẫu phong, truyền ra một âm thanh dị thường, rồi tất cả mơ hồ biến thành hư ảo. Trong phút chốc, phụ cận tử mẫu phong hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung Uyển thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra một tia nuối tiếc. Nhưng đúng lúc này nữ tử họ tống lại đột nhiên mở miệng. Rõ ràng Hàn Sư Huynh đã đặt một chân vào cảnh giới hóa thần kỳ, cuối cùng chỉ là thất bại trong gang tắc. Lần này thất bại cũng không mấy quan hệ, lấy thọ nguyên hiện tại của hàn sư huynh với tu vi kinh hãi thế này nếu tiến hành thêm vài lần đột phá nữa thì việc tiến vào hóa thần kỳ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi đúng vậy với tu vi hàn sư đệ lần đầu đột phá hóa thần kỳ có thể tạo thành thanh thế kinh người như vậy thì sau này việc tiến vào hóa thần kỳ khẳng định không thành vấn đề lữ lạc cũng cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng đem ánh mắt thu lại gật đầu đồng ý nói nói như vậy cũng không sai nhưng phu quân vốn là luôn cẩn trọng chu toàn nếu đã quyết định tiến hành đột phá hóa thần kỳ thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng khẳng định tu vi của chàng đã tu luyện tới bình cảnh mới đi bước cuối cùng này bây giờ nếu không có những cơ duyên khác thì cho dù tiến hành đột phá lần nữa chỉ sợ cũng phí công mà thôi nam cung uyển im lặng trong chốc lát rồi cười khổ nói lữ lạc cùng nữ tử họ tống như thế nào lại không biết đạo lý này vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói an ủi mà thôi nghe nam cung uyển nói như vậy cũng không biết nói thêm lời gì cho tốt liễu ngọc trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy tiếc nuối cho hàn lập đang muốn nói điều gì thì trong núi chuyển ra âm thanh hàn lập tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như nói chuyện kề cận trong gang tấc uyển nhi lữ sư huynh tống sư muội hai người nếu đã đến thì nàng nhanh mời họ đến động phủ đi ta lần này đột phá hóa thần kỳ không thành chỉ sợ sẽ rời xa thiên nam trong một thời gian ta có điều muốn cùng bọn họ thương lượng một chút đúng rồi nàng kêu luôn liễu ngọc cùng tới đây đi lữ sư huynh tống sư muội cả liễu sư điệt nữa, chúng ta cùng đi nào. Nam Cung Uyển nghe thấy Hàn Lập nói vậy tuy trong lòng vẫn còn nao nao, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình thường, hướng qua đám người Lữ Lạc cười nói. Lữ Lạc cùng nữ tử họ tống đưa mắt nhìn nhau một cái, tự nhiên là đồng ý, cùng với Liễu Ngọc hóa thành mấy đạo độn quang nhằm hướng mẫu phong bay đi. Điền cầm nhi cùng Thạch Kiên vẫn chưa được Hàn Lập gọi về, trên mặt khó nén khỏi thất vọng nhưng chỉ có thể cùng các tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ cung kính ở lại tại chỗ này. Nam Cung Uyển cùng các trưởng lão khác chưa có lệnh các kết đan kỳ tu sĩ sao dám rời đi. Sau khi bọn người nữ tử họ tống biến mất sau đỉnh núi Mẫu Phong, bọn họ mới bắt đầu khe khẽ nói đàm luận với nhau. Thạch Kiên cùng với Điền Cầm Nhi có chút giao tình liền nhiệt tình trò chuyện với nhau. Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên tuy rằng đã kết đan nhưng do Hàn Lập có nghiêm lệnh, bình thường hơn phân nửa thời gian đều ở thủy mẫu phong tiềm tu, cho nên lần này cùng với các tu sĩ khác trò chuyện với nhau rất vui vẻ đám người nam cung huyền ở tại động phủ của hàn lập mấy canh giờ nhưng lại không thấy ai đi ra. những tu sĩ trên tử phong tự nhiên rất kinh nghi, thầm phỏng đoán các vị trưởng lão bổn môn đang thương nghị đại sự gì đó. ba tháng sau, một đạo thanh quang bay ra rời lạc vân sơn mạch, trong nháy mắt phá không bay đi không thấy còn bóng dáng. mấy ngày sau, trong lạc vân tông mới truyền ra tin hàn đại trưởng lão đã ly khai tông môn đi du ngoạn. về phần mục đích của chuyến đi cùng với thời gian cũng mơ hồ không rõ ràng cũng không thấy các trưởng lão bổn môn giải thích gì thêm. Tin tức này tuy rằng làm cho những tu sĩ khác có khó hiểu, nhưng là không có ai dám khinh thường. Bởi vì ở khoảng nửa tháng trước, tin tức vị hàn đại trưởng lão này trùng kích vào hóa thần kỳ thất bại âm thầm truyền ra, cơ hồ các tông môn lớn nhỏ ở thiên nam đều biết đến việc này. Thất bại này làm cho những tông môn âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Tuy Hàn Lập đã là đệ nhất tu sĩ ở Thiên Nam, nhưng nếu hắn tiến vào hóa thần kỳ thì thọ nguyên có thể kéo dài tới hơn 2.000 năm, thời gian dài như thế đối với tông môn có dã tâm thì quá dài các tông môn này tự nhiên cũng không muốn lúc nào bị một tòa sơn đỉnh áp chế như thế nếu chưa trùng kích vào hóa thần kỳ việc hàn lập lần này đi ra ngoài du ngoạn trong con mắt các tông môn khác cũng là chuyện thuận lý thành trương dù sao chỉ bằng nỗ lực khổ tu cũng không được tự nhiên phải đi ra ngoài tìm cơ duyên đương nhiên xác suất thành công cũng ít đến thảm hại nếu không thì thiên nam tam đại tu sĩ cũng sẽ không dừng lại ở nguyên anh hậu kỳ mà mấy trăm năm mà không có một người nào tiến giai lên hóa thần kỳ thành công. Những điều này đối với vài siêu tông môn khác cũng còn thêm những lo lắng khác. Ngoại trừ Hàn Lập đã đi ra ngoài, hiện tại Thiên Nam chỉ còn lại có hai vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ban đầu vị cử quốc minh đại trưởng Lão ngụy Vô Nhai từ hơn 100 năm trước đã tỏa hóa. Nhưng cũng có tin tức ngụy Vô Nhai ở chỗ hóa ý môn phong tỏa trú ngụ, mãi nhiều năm sau mới chính thức truyền ra. Đó cũng là sự kiện kinh thiên động địa của Thiên Nam phát sinh trong nhiều năm qua. Làm cho cửu quốc minh quả thực dung chuyển một phen, không ít tông môn thế lực cũng thêm một lần nữa phân chia. Khi Hàn Lập suốt quan nghe được tin tức này thì một phen cảm khái không thôi. Ngụy Vô Nhai cách cảnh giới hóa thần chỉ là kém một bước, chính là vì một bước này thất bại trong gang tấc làm cho con đường tu tiên của lão không thành. Thật sự là đáng tiếc, nhưng kể từ đó, tâm trí của Hàn Lập đối với việc trường sinh càng thêm vài phần. Kiên định, đối với Hàn Lập mà nói, nếu không có trường sinh thuật, những được mất trước mắt đều như hư ảo khói mây cho dù có được thần thông rời sông lấp bể thì sao? Kết quả cũng chỉ là công dã chàng mà thôi, kiếp này hắn tuyệt đối không cam lòng như thế. Chương 1221, Thiên Cơ Điện. Hàn Lập hóa thành một đạo kinh hồng phi hành ngang qua Mộ Lan Thảo Nguyên. Mục tiêu lúc này là quay lại đại tấn, tìm cách đoạt được những quỷ la phiên còn lại từ Âm La Tông. Khi trước mặc dù hắn không tiến giai hóa thần thành công, nhưng tu vi đã tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh giai, chuyến này đi cũng nắm chắc thêm vài phần. Nếu hắn nhớ không lầm thì sau khi càn lão ma bị sát diệt thì tông môn này chỉ còn vị tông chủ âm la tông là có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Chỉ cần hắn dụng mưu âm thầm thì việc đoạt được quỷ la phiên không phải là vấn đề quá lớn. Mà hắn với vị tông chủ âm la tông này vốn có đại cửu sát thê trong trận chiến với mộ lan. Nếu đã là như vậy thì nhân cơ hội này sát diệt luôn người này là nhất cử lưỡng tiện, nếu không về sau sẽ di lại hậu hoạn vô cùng. Lần trước tại đại tấn hắn đã muốn xử lý cửu gia này nhưng khi ấy chưa tiến dai lên hậu kỳ, nếu đụng độ đối phương ngay cả năng lực tự bảo vệ còn chưa được sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Hiện tại hắn thần thông đã đại thành, vừa đúng dịp muốn cướp lấy quỷ La Phiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua người này. Nếu không vạn nhất lúc nào đó hắn không ở trong Lạc Vân Tông, vị đại tu sĩ này trước khi thọ nguyên cạn kiệt đột nhiên nổi giận muốn báo sát thê chi cử, tiến vào Lạc Vân Tông đại khai sát giới. Chẳng phải đến lúc đó mấy người bọn Nam Cung Uyển sẽ gặp họa sát thân sao? Hàn Lập Thầm cân nhắc lợi hại, trong lòng sát khí bốc lên. Nói về trước, lần đó hắn tuy mượn ngũ ma điều động hàn diễm trùng kích vào hóa thần kỳ thất bại nhưng cũng không vì thế mà quá thất vọng, bởi vì hắn còn có nguyên từ thần quang làm hậu trước, nên cũng không lấy mà chán nản. Lần này hắn đi đại tấn, ngoại trừ việc cướp lấy quỷ la phiên thì còn hai sự tình khác cần xử lý. Nếu không một khi thực sự tu luyện nguyên từ thần quang, hắn sẽ bị ràng buộc vào một chỗ, trước khi tu luyện nguyên từ thần quang đại thành thì không thể tự thân xuất thủ. Dĩ nhiên cần thừa dịp này mà phòng ngừa chu đáo toàn bộ mọi việc. Trong đó đi tìm Thái Dương tinh hỏa rồi lợi dụng Hàn tủy để luyện chế thành Hồi Dương thủy cũng là chuyện cần làm. Có được Hồi Dương thủy thì tương đương với việc thọ mệnh lại gia tăng thêm một phần, loại thần dược nghịch thiên này thì chỉ sợ cho dù là bất cứ một tu sĩ nào cũng sẽ ham muốn vô cùng. Đối với một tu sĩ đỉnh dai ở nhân giới như Hàn Lập thì lại càng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Lần trước hắn siêu hồn của Hàn Ly trưởng lão tiểu cực cung biết được nơi xuất hiện của Thái Dương tinh hỏa, tất nhiên là hắn đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ thời cơ. Còn về các chuyện khác đương nhiên không thể quan trọng bằng việc này, chỉ là tiện đường mà làm thôi. Có thể may mắn thành công thì tất nhiên là tốt, việc không thành thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tiện đường hắn muốn đến Thiên Cơ Các, nơi lần trước đã bán ra Thiên Cơ phủ để thăm dò bọn họ về bí thuật luyện chế giới tử không gian. Năm đó khi tham gia đại hội đấu giá tại Tấn Kinh, hắn đã nghe được vị trưởng quầy của Thiên Cơ Các nói qua, có thể đem khe hở không gian luyện chế thành giới tử không gian, trong lòng hắn lúc đấy đã thầm tính toán hắn định luyện chế khoảng không gian ở linh miểu viên tại trụy ma cốc thành giới tử không gian. Dù sao với một tu sĩ nguyên anh kỳ như hắn thì ngoại trừ động phủ trong bổn môn còn có động phủ bí mật của riêng bản thân, là để cất giữ những bảo vật trong đó, phòng ngừa vạn nhất bản thân có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có đường rút. Mà Hàn Lập lại nhất tâm trong việc tu luyện, không rảnh rỗi lo những việc này. Hàn Lập đã nghĩ ra, dù không dùng để lưu giữ các bảo vật, thì giới tử không gian này cũng chính là nơi tuyệt hảo để tu luyện nguyên từ thần quang nếu có thể luyện chế giới tử không gian của riêng hắn, ở bên ngoại giới cho dù có lưu lại một cái truyền tống trận tương thông nhưng hắn chỉ cần phá vỡ truyền tống trận trong không gian giới tử thì ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cho dù tìm đến chỉ sợ cũng đành dương mắt mà đứng nhìn bên ngoài. Cho dù đối phương tức giận phá hủy truyền tống trận bên ngoài, thì với thần thông hiện tại của hắn có thể phá vỡ không gian mà ra, cũng không phải là việc gì lớn lao. Nên không sợ bị vây khốn trong không gian cùng lắm cho dù tu sĩ bên ngoài có thần thông phá vỡ không gian cũng không thể biết cụ thể tiếp điểm không gian tại đích xác tại vị trí nào những điều này là do hàn lập sau một hồi phân tích mới có thể suy đoán như vậy đương nhiên nếu không chế luyện thành thì hàn lập sẽ tìm một nơi bí ẩn khác tu luyện cũng không tính là không được chỉ là mức độ an toàn không thể bằng được trong giới tử không gian mà thôi lại nói phương pháp luyện chế giới tử không gian là tâm đắc thừa truyền trong thiên cơ các hắn muốn để bọn họ giao ra cũng có chút phiền toái nhưng cần nói thêm nếu một vị đại tu sĩ yêu cầu một điều gì đó thì cho dù tông môn kia có vạn phần miễn cưỡng thì vẫn phải tận lực thỏa mãn cho dù có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn thì cũng không tông môn nào chịu muốn đắc tội với một đại cường địch như vậy mà thiên cơ các có thể độc giữ phương pháp luyện chế phân nửa là do bí pháp này chế luyện quá khó khiến cho chính ma thập đại môn phái dù có hứng thú cũng đành vô phương mà thôi nếu không phải vậy hắn cũng không tin thiên cơ các lại có thể bảo vệ bí pháp trong thời gian dài như thế Đương nhiên muốn bọn họ xuất ra phương pháp luyện chế thì hắn dĩ phải cần thêm một chút thủ đoạn. Hàn lập thầm cười lạnh, tốc độ độn quang đột nhiên tăng thêm vài phần, liền vô tung vô ảnh biến mất nơi cuối chân trời. Hơn nửa năm sau, ở Đại Tấn, nơi cách xa thiên nam cả ngàn vạn dặm, tại một tiểu sơn thành, mưa nhỏ đang ảm đạm rơi. Tại một ngã tư, những viên thạch rát đường dưới mưa trở lên trắng sáng, lúc này người qua đường còn lác đác, thỉnh thoảng mới có một vài nhân ảnh tay cầm ô dù vội vàng bước đi. Một người vận hoàng sam, tay cầm một tấm vải dù màu trắng đang thản nhiên bước trên thạch đường. Người này động tác rất khoan thai không chút vội vàng, như là đang đi tản bộ vùng ngoại thành. Tấm vải dù đem khuôn mặt người này che khuất một nửa, khiến không thể nhìn rõ dung mạo người này. Chẳng qua xem sát ra trên tay người này, thì tựa hồ người này đang tuổi tráng niên, nhưng không giống lê dân bách tính bình thường. Một số người qua đường thấy một người khác lạ như vậy thì cũng không khỏi tò mò quan sát. Nhưng người này tỏ ra hứng hờ, vẫn từ từ sải bước đi. Người này đến trước một con ngõ nhỏ thì đột nhiên đổi hướng, chợt rẽ vào qua đó. Con ngõ nhỏ này khá dài, chỉ là đi tới hơn 10 bộ vẫn không có một nhà dân, toàn là tường bao tới hơn trượng mà thôi, cũng không có lấy một bóng người. Nhưng người vận hoàng sam này dường như không chút ngạc nhiên, tiếp tục đi tới phía trước. Mắt thấy hắn đã đi đến phía cuối ngõ nhỏ, nơi đây có một bức thạch tường kỳ lạ cứng rắn vô cùng. Bạch quang trên người hoàng y nhân chợt lóe, thân mình như nhập vào trong thạch tường không còn thấy bóng dáng thân ảnh phiêu hốt như quỷ dị, tin rằng phàm nhân mà chứng kiến cảnh này chắc chắn là ngỡ ban ngày mình đụng phải âm quỷ. Còn nếu các tu sĩ nhìn thấy thì bĩu môi khinh thường, thì ra đây chẳng qua là một pháp thuật che nhãn đơn giản, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nếu những tu sĩ này xuyên qua vách tường tiến vào trong, tiếp tục xuyên qua mấy tầng cấm chế huyền ảo nữa thì chỉ sợ sẽ trợn mắt há mồm mà kinh hãi. Phía sau cấm chế có một tòa đại môn cao tận hơn trăm trượng nhất hướng chỉ thiên sau đại ngọc môn có một cầu thang chế tác bằng bạch ngọc nối thẳng với một tòa đại điện màu xanh biết tất cả đều đang lơ lửng trên không trung phía chung quanh tòa đại điện mây trắng linh vụ trôi nổi lơ lửng một số linh cầm hiếm lạ đang bay lượn trên không trung bộ dạng tiêu diêu thong thả dưới mặt đất mọc lên nào là kỳ hoa dị thảo khiến nơi này không khác gì trốn bồng lai tiên cảnh nếu có tu sĩ dùng thần niệm phát ra thì có thể thấy sương mù vây quanh tứ phía dường như 10 phần rộng lớn thực ra đây là một không gian phong bế không tính là lớn chỉ khoảng hơn 10 dặm mà thôi, nhưng độ cao lên đến cả trăm trượng thì cũng có chút kinh người. Chẳng qua nếu không phải đại thế lực thì cũng không thể kiến tạo ra một tòa cung kiện trên không trung thế này. Ở lối vào nơi Đại Ngọc môn có hai hàng võ sĩ kim khôi kim giáp đứng ở hai bên, tất cả đều cao tới hai trượng không hề nhúc nhích. Trên mặt không chút biểu tình, ở giữa các võ sĩ có một võ tướng mặc khôi giáp sắc mặt ngăm đen, hình dáng bình thường ngồi trên một cây cột đá, đang cùng với một hoàng y đại hán mới đi vào thương lượng điều gì đó. Không được, hiện tại chính là đại sự bản môn, không thể quấy dày các chủ tiếp khách quý. Nếu không, các chủ trách tội xuống lão tào ta khó có mà có thể gánh trách nhiệm. Chỉ là có nửa ngày thời gian, chỉ bằng trương đạo hữu trợ ở đây, cùng ta đàm tiếu một lát. Khoảng thời gian này đến phiên ta canh gác thiên cơ điện, còn phải ở đây hơn nửa năm như thế, không khéo ta buồn chết đi, lại biến thành mấy tên người gỗ kia mất. Phó tướng kia lại cười hì hì với đại hán nọ. Võ tướng kia là một tu sĩ kết đan hậu kỳ nhưng lại ở đây cam phận gác môn, thật sự có chút kinh hãi. Nghe người này nói như vậy, võ sĩ kim khôi kim giáp hai bên chỉ là một ít cơ quan khôi lỗi mà thôi. Bởi mấy khôi lỗi này quả thực quá sống động nếu không phải do người này nói ra, bằng mắt thường không thể dễ dàng nhận thấy. Tu sĩ đại hán ước độ khoảng trung tuần, lúc này đã sớm đem tấm rủ trắng thu lại lộ ra gương mặt trắng nhỏ nhưng đầy uy nghi. Tào phong duy, trương mỗ lần này đâu có giỡn với ngươi, thực sự là có sự tình trọng đại, cần phải nhờ tới các chủ định đoạt. Cho dù ta có thể chờ đợi ở đây, nhưng vị kia nhất định không cần chờ đợi, nếu chậm chế đại sự của vị đó thì bản cát sẽ mang đại họa, điều này không phải ta hay người có thể gánh nổi. Sắc mặt trung niên nhân trở lên khó coi, có chút nôn nóng nói. Người kia, Trương Huynh đang nói đến thần thánh phương nào, đại hán mặt đen nghe vậy ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, hắn nói chính là hàn mỗ, bỗng một âm thanh nam tử xa lạ vang lên trên đầu hai người, truyền đến tai bọn họ rất rõ ràng. Chương 1222, khách ngoài ý muốn. Là ai? Tu sĩ mặt đen vừa nghe lời nói này, trong lòn chấn động, không lưỡng lự há mồm phun ra một đạo bạch quang bảo vệ toàn thân, tiếp theo hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú, các khôi lỗi võ sĩ đứng hai bên lập tức hai mắt linh quang chớp động đều bay lên trời. Chậm đã, Tào huynh, đây là Hàn Tiền Bối, ngàn vạn lần không được khinh cử vọng động. Tên Bạch Diện Trung niên nghe thấy nói của nam tử, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn vài phần vừa thấy hành động của đại hán võ tướng lại lập tức mặt mang vẻ lo âu lớn tiếng chặn hành động của tên kia lại hàn tiền bối võ tướng mặt đen nghe thấy vậy trong lòng cảm thấy hồ đồ nhưng nếu ngay cả tu vi của trung niên trước mặt cộng với mình mà lại có bộ dáng như vậy thì đối phương hẳn không phải là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường bởi vì đang ở trong cấm chế của giới tử không gian thì hai người bọn họ có thể đấu một trận với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ Chẳng lẽ người đến lại là một lão quái vật nguyên anh trung kỳ, nếu như vậy thì không phải là hắn cùng một ít khôi lỗi có thể chống lại. Trong lòng vừa nghĩ vậy, tu sĩ họ tào này thần niệm vừa động, các khôi lỗi vừa bay lên không trung nhất loạt hạ xuống nhưng vẫn đứng bất động. Coi như người còn có chút sáng suốt, vậy bản thân ta cũng không ỉ lớn hiếp nhỏ nữa, nam nhân hừ một tiếng, thanh âm lại truyền đến. Lập tức trên đỉnh đầu hai người thanh quang chợt lóe một thanh niên mặc thanh sam, đứng khoanh tay hiện ra, hướng hai người xem xét với ánh mắt băng lãnh dị thường. Phó tướng mặt đen cảm thấy nghi hoặc, dùng thần niệm đảo qua thân thể đối phương, trong lòng chợt dùng mình, trên mặt lộ vẻ sợ hãi khó tin. Đối phương cũng không giấu giếm tu vi, chính là một gã đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đại tấn từ khi nào lại xuất hiện một tân đại tu sĩ mang họ hàn mà hắn một chút phong thanh cũng không biết. Vừa nghĩ tới việc vừa rồi mình xém chút nữa lệnh cho các khôi lỗi ra tay công kích, tàu tu sĩ chợt dùng mình, vội vàng hướng không chung cúi người thi lễ vãn bối vừa rồi thật không biết là tiền bối vì vậy làm điều khinh suất mong tiền bối lượng thứ trung niên nhân nghe thấy lời này sắc mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đang trôi nổi trong không trung cách đó không xa trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên ở phía dưới tu sĩ mặt đen tuy rằng mồ hôi đầy đầu nhưng cũng không dám đứng dậy sợ chọc giận vị cao nhân tiền bối này lại mang họa sát thân vào mình dù sao thì tính khi mấy lão quái nguyên anh cũng thường cổ quái sự tình loại này cũng hoàn toàn có thể phát sinh, hắn cũng không muốn vì vậy mà chết một cách oan khuất. May mà lúc này, bạch diện trung niên đang đứng một bên rốt cục cũng giải vây dùm hắn. Hàn tiền bối, không phải người cấp cho vãn bối mấy tháng để bẩm báo việc này cho các chủ sao, như thế nào lại cùng đến với vãn bối. Trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng nam tử thi lễ nói. Không có gì, thời gian của ta có hạn, không bằng tự mình cùng các chủ của các ngươi thương lượng cho tiện, nghe nói nơi này chính là thiên cơ điện, mà điện này cũng nằm trong giới tử không gian hơn nữa còn là một tự do không gian phi thường hiếm thấy. Mỗi mấy năm sẽ tự động thay đổi vị trí, người bình thường căn bản vô pháp phát hiện, hiện thấy tận mắt thật không làm cho hàn mỗ thất vọng, người cũng đứng lên đi. Nếu là thủ vệ nơi đây thì ta sẽ không truy cứu sự tình lúc trước nữa, nhưng hàn mỗ muốn gặp quý các chủ một chút, các người dẫn đường đi, câu nói cuối cùng của nam tử chính là hướng. Phó tướng mặt đen nói, giọng điệu không thể phản bác. Tào Vĩ Phong nguyên bản vừa buông xuôi được một lát thì tâm thần lại khẽ động, khó xử liếc mắt nhìn trung niên nhân một cái. Nói thật, đến bây giờ hắn vẫn vô pháp đoán được ý đồ của người này, rốt cuộc là địch hay bạn. Bạch diện trung niên nghe thấy lời này khóe miệng co rút một chút, sau khi do dự trong chốc lát hướng tu sĩ mặt đen gật đầu. Tào tu sĩ lập tức không do dự nữa, vội vàng đáp ứng nói. Tiền bối đã có lệnh, vãn bối tự nhiên không dám chống lại, chẳng qua các chủ đang tiếp kiến khách quý, không bằng để cho vãn bối vào bẩm báo trước một tiếng, tiền bối thấy thế nào. Có khách quý, thanh niên trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, gật gật đầu. Tu sĩ mặt đen trong lòng mừng thầm, vội vàng đưa tay lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu sau đó đem thả ra, hóa thành một đạo hỏa quang hướng dung điện bay đi. Sau đó hắn liền hướng thanh niên trong không trung cười làm lành, chủ động đi vào trong ngọc môn, bước lên cầu thang ngọc ở phía sau. Bạch Diện trung niên cũng vội vàng bước theo sau, hai người này đều đi bộ lên, thế nhưng vẫn không độn quang mà đi. Không gian cấm chế, thanh niên thấy cảnh này thì nhướng mày, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thanh quang quanh thân vừa động, trực tiếp bay về phía trước tựa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Hai người phía dưới thấy vậy trong lòng đều cười không dứt. Cấm chế cố nhiên là lợi hại, tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ đều không thể cách mặt đất ba thước nhưng đối với một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì tự nhiên không tính là cái gì, có thể ra vẻ không biết mà bay qua. Thanh niên tựa hồ cũng không muốn đắc tội quá mức với chủ nhân, cũng không trực tiếp hướng đại điện bay đến mà phiêu phù không nhanh không chậm sau hai người kia. Nam tử trẻ tuổi này tất nhiên là hàn lập từ bên ngoài đại tấn mà đến. Hắn tuy rằng tu vi tăng tiến nhanh chóng nhưng cũng mất chừng nửa năm vượt qua mộ lan thảo nguyên đi đến đại tấn. Lại nói khi bay qua đại thảo nguyên thì hắn cũng không gặp bất cứ phiền toái gì, cực kỳ thuận lợi thông qua. Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản trong lòng hắn còn ôm có vài phần hy vọng hảo hảo giáo huấn một chút tiên sư của đột một tộc, dù sao năm đó hắn thiếu chút nữa đã bị tu sĩ đột một tộc đuổi giết khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng trên đường phi hành, trừ một ít đề giai tiên sư ra thì các tu sĩ ngoài kết đan kỳ của đột một tộc không thấy một ai. Điều này làm cho hắn có khó hiểu. Sau khi hỏi thăm mới biết khoảng hơn trăm năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà Thiên Lan Thánh Nữ cùng các đại tiên sư cùng phát ra mệnh lệnh triệu tập tất cả các cao giai tu sĩ đến Thiên Lan Thánh Điện bế quan khổ tu, không có mệnh lệnh của Thánh Điện thì không dễ dàng ra ngoài, tựa hồ sau khi thông suốt mệnh lệnh này, lực lượng của đột một tộc tăng lên một mức mới. Sau khi biết sự việc, Hàn Lập có chút tiếc nuối, chẳng qua nếu không gặp mặt, hắn cũng không muốn giết đến Thiên Lan Thánh Điện. Dù sao thì thực lực của đột ngột tộc cũng không phải nhỏ, giết đến thiên lan thánh điện thì không phải kết cửu oán với một người, sẽ tạo thành cửu hệ lụy quá lớn. Điều này so với việc ở thiên tinh thành giết vị trưởng lão kia có chút bất đồng, hắn đối với thế lực của đột một tộc vẫn còn kiêng kỵ vài phần. Sau khi cân nhắc một phen, hàn lập trong lòng đành buông tha ý tưởng tìm tộc nhân đột một tộc gây phiền toái, một đường vô sự ra khỏi đại thảo nguyên, tiến nhập vào đại tấn. Bởi vì sự tình liên quan đến giới tử không gian so sánh với hai chuyện kia mà nói, đơn giản là thời gian hao phí ngắn nhất tự nhiên hắn sẽ ưu tiên xử lý việc này hắn tìm được tại một châu phủ của đại tấn một tòa phường thị nổi danh trực tiếp đến phân hào của thiên cơ các trong vùng sau đó đưa ra đề nghị muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian cho bạch diện trung niên người đứng đầu phân hào nếu là một gã nguyên anh kỳ bình thường mà nói ra đề nghị này thì hắn sẽ không do dự mà từ chối nhưng đối mặt với một đại tu sĩ như hàn lập vị trưởng quỹ tu sĩ cấp kết đan hậu kỳ này tất nhiên trong long kinh Hãi không dám nói ra lời từ chối mà chỉ có thể cười bồi giải thích. Nói là loại giới tử không gian này không phải là bí mật bình thường, hắn căn bản không thể làm chủ được, cũng không có tư cách biết phương pháp luyện chế, phải đi thỉnh ý kiến của các chủ vì đối với sự tình trọng yếu loại này, dựa vào truyền âm phù mà đưa tin thì chỉ sợ không được, hắn phải tự mình phản hồi tổng điện một chuyến làm cho Hàn Lập phải chờ 2 3 tháng. Hàn Lập nghe thấy lời này cũng cảm thấy có chút đạo lý, đành phải đáp ứng Bất quá hắn cũng không thực sự chờ tại chỗ mà thi triển bí thuật truy tung theo dõi trung niên xem hắn đi tới nơi nào. Theo hắn biết thì Thiên Cơ Các tuy chỉ là một hiệu buôn nhưng trên thực tế lại cùng chính ma thập đại tông môn âm thầm liên quan, hơn nữa cũng có một gã nguyên anh hậu kỳ đảm nhiệm chức vụ khách khanh đại trưởng lão, về phần người này là tu sĩ của tông môn nào thì người biết đã ít lại càng ít, thần bí dị thường. Đối với Hàn Lập mà nói chuyện này cũng không quan trọng. Chỉ cần vị khách khanh trưởng lão này không phải là vị âm la tông tông chủ kia thì cho dù là một vị trưởng lão của thiên ma tông thì điều đó cùng hắn cũng không quan hệ gì. Hắn lần này tuy rằng có tồn tại ý niệm lấy thế đè người trong đầu, cũng không thật sự lấy không bí mật này mà sớm chuẩn bị đại lượng tinh thạch cùng với một ít tài liệu chân quý. Như vậy, đối phương cũng không vì một cái bí thuật mà thực sự nguyện ý đắc tội với một gã đại tu sĩ. Tựa hồ đúng như phán đoán của Hàn Lập, mấy người bọn họ vừa đi được nửa ngọc sai thì đột nhiên tòa đại điện trong không trung kia truyền đến một tiếng chuông nghênh tiếp khách nhân. Lập tức cửa điện quang hoa chợt lóe, hơn 10 đạo độn quang từ bên trong bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái liền xuất hiện thân hình, phân biệt đứng tại hai bên lối vào đại điện, thế nhưng không chịu cấm chế ảnh hưởng. Mà ở giữa những người này, hai người song vai đi ra, từ trên cao nhìn xuống xem xét đám người Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày nhưng lập tức thần sắc bình thường trở lại, thân hình bỗng nhiên run lên liền xuất hiện cách xa 10 trượng, liên tiếp vài lần liền quỷ dị xuất hiện tại của đại điện, đối mặt với hai người ở giữa. Tu sĩ hai bên thấy vậy tự nhiên xôn xao một trận, một số còn lộ vẻ kinh hoàng, đưa tay đặt lên túi chữ vật ở bên hông. Không được vô lễ, các ngươi lui xuống trước đi, vị này chính là Hàn Đạo Hiếu. Hai người đứng giữa phân biệt ở bên trái một gã lão giả mập mạp, bỗng nhiên mở miệng quát lớn tu sĩ hai bên vài câu, sau đó nhoẻn miệng cười hỏi Hàn Lập một câu. Các hạ chính là thiên cơ các các chủ, Hàn Lập cẩn thận đánh giá lão giả vài lần rồi đồng dạng hỏi lại. Chương 1223, Phật tông cao nhân. Lão phu sán khổ chính là chấp trưởng bản các, kỳ thật ý đồ của đạo hữu khi đến đây, tại ha đã sớm thông qua truyền âm phù của Trương trưởng quý biết một ít rồi, nhưng đây dù sao cũng không phải là nơi nói chuyện, hay là đạo hữu theo ta vào trong điện. Bàn lão giả đưa tay ra hiệu mời, khách khí dị thường. Trên bàn tay của hắn có một ngón tay mang một chiếc chỉ hoàn lập lè lúc thì hào quang chói mắt, lúc thì ảm đạm không chút ánh sáng, phong cách cổ xưa thật sự làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Điều này tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng còn vị đại sư này, không biết nên xưng hô thế nào. Ánh mắt hàn lập quét qua chiếc chỉ hoàn một cái, gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang gã tăng nhân đang bất động thanh sắc đứng bên cạnh. Vị tăng nhân này thân mặc áo tăng màu vàng nhạt, mì thanh mục tú, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi. Nhưng dựa vào linh áp đáng sợ tỏa ra từ người này thì biết đó là một lão quái vật nguyên anh trung kỳ của Phật Môn, không dám bần tăng là diễm trúc thiếu niên này mỉm cười chắp tay làm một phật lễ diễm trúc hàn lập thì thào thanh âm trong đầu một chút ấn tượng cũng không có chẳng qua điều này cũng không kỳ quái cho lắm từ đại phật tông cao giai tu sĩ nguyên bản thì rất ít tu sĩ biết hơn nữa hàn lập cũng không phải là người đại tấn không nhận biết một gã phật tông trưởng lão cũng là chuyện bình thường nhưng lão béo không một bên thấy hàn lập lộ vẻ thờ ơ thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kỳ quái tuy rằng che giấu rất tốt nhưng với tu vi của Hàn Lập sao lại không thấy, trên mặt cũng không biểu thị gì nhưng trong lòng cân nhắc một phen. Chẳng lẽ tăng nhân này danh tính rất lớn sao? Nếu không sao vị thiên cơ các các chủ này lại có biểu tình như vậy? Nhưng vị tăng nhân này đối với biểu hiện của Hàn Lập thì cũng không để ý, vẫn một bộ dáng tiêu diêu tự tại. Lúc này, bạch diện trung niên cùng tu sĩ họ tào mới chạy đến được cửa điện, vội vàng làm lễ ra mắt lão béo. Thế nhưng sán khổ sau khi phân phó vài câu đã đuổi tu sĩ họ tào về, chỉ để bạch diện trung niên ở lại. Sau đó hắn bộ dáng khiêm nhường, dẫn đoàn người tiến nhập vào trong thiên cơ điện đoàn người liền phân biệt ngồi xuống, đương nhiên bạch diện trung niên chỉ là tu sĩ kết đan kỳ nên chỉ có thể đứng hai bên. Nghe nói hàn đạo hữu lần này đến là muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, không biết có phải là thật. Sán khổ tính tình cũng rất sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Hàn mỗ lần này đến chính vì sự tình này, Hàn lập cũng không có ý quanh co, thản nhiên nói. Đạo hữu nếu muốn bí thuật này phân nữa chắc là đã phát hiện khe nứt không gian, muốn luyện chế thành giới tử không gian nhưng lại không muốn cho người thứ hai biết được chuẩn xác vị trí, bàn lão giả có vẻ lơ đễnh nhẹ nhàng cười. Vị thiên cơ các các chủ này có tu si nguyên anh trung kỳ, hơn nữa lại là người đứng đầu một phương thế lực nên hàn lập cũng có biểu hiện ra một tia kinh ý, nhưng vẫn thong dong dị thường, không chút thất thố. Đạo hữu đã một câu nói toạc ý đồ của tại hạ ra rồi đó. Hàn lập hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói, ha ha, từ khi bản cắt sáng lập ra giới tử không gian đến nay cũng có người giống đạo hữu đến đòi phương pháp luyện chế này, những người này cùng Hàn Huynh cũng không sai biệt lắm, đều là phát hiện ra được khe không gian muốn luyện chế thành chuyên trúc không gian của bản thân mà tuyệt không hy vọng có người thứ hai biết đến, những người này cũng giống đạo hữu tu vi đều là đại tu sĩ sán khổ cười khẽ trả lời. Nga, thế đạo hữu có đồng ý không? Hàn Lập thực sự thấy tò mò, không có, tuy rằng họ đều cam đoan không đem phương pháp này tiết lộ ra ngoài, nhưng bản các đều thật sự đem phương pháp luyện trẻ này đưa ra chỉ sợ những thứ như thiên cơ ốc, thiên cơ phủ đã không phải hàng độc quyền của bản các, bàn lão giả trực tiếp đưa ra câu trả lời. Thế đạo hữu có phương pháp khác để giải quyết việc này không, nếu không quý các cũng sẽ không làm điều không khôn ngoan này, Hàn Lập nghĩ một chút mới nói ra đầy thâm ý. Hàn Huynh nói lời ấy thật chính xác, bản các cũng không dám đắc tội với nhiều đồng đạo như vậy, tuy rằng bản các không đem phương pháp nói ra nhưng lại có vật khác thay thế, đồng dạng có thể thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu bàn lão giả thần sắc thoải mái trả lời. Vật thay thế, Hàn Lập thực sự trong lòng rất ngạc nhiên, bản các lúc trước đã nghiên cứu ra một bộ khí cụ bầy trận có thể sinh ra một loại cấm chế, trực tiếp đem khe không gian hình thành một loại giống với giới tử không gian, cái này tuy rằng không phải là giới tử không gian chân chính nhưng cũng giống đến 7-8 phần, sán khổ tự tin nói. Lại có sự tình này. Nhưng nếu dựa vào cấm chế lực thì loại giới tử không gian này chỉ sợ thiếu hụt đi không ý thàn lập nhướng mày lắc đầu nói. Chỗ thiếu hụt đi tự nhiên là có một ít, nhưng chỗ thiếu hụt đó đối với người giống như Hàn Huynh mà nói cũng không tính là gì, sán khổ không thèm giảng giải đạo lý. Sán Huynh nói như vậy làm Hàn Mỗ thực sự cảm thấy hứng thú, có thể nói rõ được không? Thần sắc Hàn Lập cuối cùng cũng động, kỳ thật cũng không có gì, vì các chủ đời trước đã cùng vài vị trận pháp tông sư liên thủ căn cứ vào nguyên lý của giới tử không gian mà thiết kế ra loại giới tử pháp trận này sau đó truyền phương pháp sử dụng trận pháp cơ hồ hoàn mỹ này ra, chỉ cần không phải không gian quá lớn thì loại trận pháp này có thể áp dụng được. Về phần chỗ bị thiếu hụt này bất quá cũng chỉ hai điểm mà thôi, nếu là bày trận pháp này mà muốn hình thành một khoảng không gian lớn thì tất nhiên lượng linh thạch cần dùng cũng không phải nhỏ, đại khái một năm sẽ mất hơn vạn linh thạch, đương nhiên, đối với không. Gian có linh mạch thì lượng hao phí sẽ giảm đi một ít, mặt khác, một khi bố trí loại trận pháp này thì giới tử không gian nhiều lắm cũng chỉ duy trì được hai ba ngàn năm, đến lúc đó khi cụ bày trận sẽ tiêu thất mà toàn bộ không gian sẽ tự động sụp đổ, không thể cứu chữa, hai điều này đối với Hàn Huynh mà nói thì điều trước tự nhiên không thành vấn đề, điều còn lại chỉ cần đạo hữu không có ý định truyền thừa cho gia tộc hoặc tông môn, thời hạn sử dụng tất nhiên là dư giả, dù sao thì cho dù tu luyện tới hóa thần kỳ cảnh giới thọ nguyên bất quá cũng hơn 2.000 năm mà thôi, sán khổ tự đắc nói. Hàn Lập nghe thấy những lời này thì sờ cầm, trên mặt lộ vẻ suy tư. Thế nào, Hàn đạo hữu đối với loại khí cụ bầy trận này không cảm thấy hứng thú sao? Nếu là đạo hữu muốn, bản các sẽ bán ưu đãi cho đạo hữu một bộ lão giả cười nhìn hàn lập nhưng sâu trong lòng ánh lên một tia giảo hoạt tựa hồ chắc chắn hàn lập sẽ đáp ứng nhưng ngay sau đó khuôn mặt sán khổ nguyên bản đang tươi cười chợt ngưng trệ tại hạ vẫn muốn có phương pháp luyện chế giới tử không gian trầm ngâm hồi lâu hàn lập lắc lắc đầu nói lần này thì chẳng những hai người lão giả cùng bạch diện trung niên thần sắc biến đổi Vị diễm trúc tăng nhân kia đang ở một bên cúi đầu suy nghĩ cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Lập một cái đạo hữu đã kiên trì như thế xem ra đã có cân nhắc kỹ càng nhưng hẳn cũng nên nói đạo lý một chút chứ bàn lão giả ánh mắt chấp động thở dài một tiếng một bàn tay đặt trên thành ghế gõ gõ rất có quy luật hàn lập thấy hành động này của lão giả xem như không có trong miệng bình tĩnh nói rất đơn giản khi tại hạ phát hiện khe không gian kia thì đã có chút không ổn tại hạ không tin tưởng vào bộ khí cụ bầy trận kia có thể ngăn cản không gian không bị sụp đổ hàn mộ đối với phương pháp này ở tình thế bắt buộc Hàn Lập nhìn chằm chằm vào lão giả, ý tứ không để cho hắn có thể cự tuyệt. Nghe được lời nói của Hàn Lập, Sán Khổ nhướng mày, hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập hắn cũng đã đoán trước được, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Muốn phương pháp luyện chế giới tử không gian cũng được, trước hết cứ luận bàn cùng lão phu một chút rồi tính sau, đúng lúc này, không gian truyền đến một thanh âm giả nua, sau kho ngân quang chợt lóe, một đạo độn quang trong nháy mắt từ ngoài bắn vào, sau đó xuất hiện một lão tăng mặc ngân bào. Vừa thấy lão tăng sán khổ cùng diễm trúc nguyên bản đang ngồi cuống quyết đứng dậy đón chào bàn lão giả trong mắt khó nén một tia vui mừng nguyên trí đại sư người đã đến rồi tham kiến nguyên trí sư huynh hai người này cứ như vậy xưng hô nói hàn lập đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng không nhúc nhích ngược lại ánh mắt có chút hứng thú đánh giá tăng nhân này tăng nhân này tuy rằng không trẻ giống như diễm trúc nhưng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi bộ dáng thập phần nho nhã thật sự không thể cùng thanh âm ra nua kia là phát ra bởi hắn Chẳng qua cái tên nguyên trí này hắn cũng có nghe nói qua, tăng nhân này tựa hồ là một trong tứ đại Phật Tông lôi âm tông trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ. Cùng với các Phật Tông tu sĩ khác có chút bất đồng, vị này tại đại tấn thanh danh rất lớn, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị kim cương hộ pháp cực kỳ thưa thớt, đối với đạo nho hai môn, tựa hồ bộ dáng không đúng lắm, cùng với những thứ khác hắn cũng không biết nhiều. Nguyên lai là lôi âm tông nguyên tri đại sư, thật không nghĩ đại sư lại là khách khanh trưởng lão của thiên cơ các, Hàn mỗ thật sự thất kính, đánh giá ngân Bảo tăng nhân một lát, Hàn lập cười mà như không ngồi trên ghế ôm quyền thi lễ. Thật sự không biết Hàn đạo hiếu từ tông môn nào đến, bần tăng tựa hồ chưa thấy qua đạo hiếu, gặp Hàn lập bộ dáng đủng đỉnh, ngân Bảo tăng nhân hai mắt tinh quang chợt lóe, hỏi không chút khách khí. Nguyên trí đại sư không biết Hàn mỗ cũng là chuyện bình thường, tại hạ cũng lần đầu tiên nhìn thấy lôi âm tông cao tăng. Hàn lập cười hắc hắc, bộ dáng lười biếng nói. Nguyên trí sư huynh có thể là lần đầu tiên nhìn thấy hàn thí chủ, nhưng thanh danh hàn đạo hữu người tuyệt nhiên không phải lần đầu nghe tới, vị diễm trúc đột nhiên cười nói. Hàn lập sắc mặt khẽ biến, nhất thời quay đầu nhìn về hướng người kia. Sán khổ nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức như nghĩ đến cái gì đó. Nga, diễm trúc sư đệ nói lời này ý là sao? Ngân bào tăng nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Trường 1224, Giao thủ, sư huynh hay là đã quên sự tình hơn 200 năm trước tại Côn Ngô Sơn cùng ma thú náo loạn tiểu cực cung, nếu sư đệ đoán không sai thì hai sự kiện chấn động một thời đó hàn đạo hữu cũng có tham gia hơn nữa còn gây nên không ít ảnh hưởng diếm trúc thong dong nói côn ngô sơn tiểu cực cung chẳng lẽ người mà âm la tông cùng tiểu cực cung vẫn truy nã là người này ngân Bảo tăng vừa nghe thấy lời này thì cả kinh mắt lộ ra kỳ quang một lần nữa đánh giá hàn lập sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy vẫn còn có người nhớ đến sự tình năm đó sao như thế nào các bị muốn bắt tại hạ dép cho hai nhà sao Hàn lập thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với suy đoán của Diễm Trúc đã xác định. Ha ha, Hàn huynh chớ nói đùa, âm la tông cùng tiểu cực cung tuy cũng là thế lực không nhỏ nhưng bọn họ cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì, bản cách như thế nào lại xuất lực làm chuyện lấy lòng người này, chẳng qua, đại danh của Hàn huynh sán mỗ đã nghe như sấm bên tai. Nghe nói âm la tông cản lão mà cùng tiểu cực cung hàn ly đều táng mạng dưới tay đạo hiếu, không biết có sự tình này không. Bàn lão giả vừa nghe thấy hàn lập thản nhiên thừa nhận, trong lòng vừa động một chút, khuôn mặt có chút miễn cưỡng tươi cười đi lên. Chuyện năm đó cũng có chút nguyên do khác, về phần chuyện của càn lão mà cùng hàn ly thượng nhân nói ra có chút không tiện, chỉ sợ các vị đạo hữu có chút không tin, khóe miệng hàn lập nổi lên một tia cười lạnh, trả lời. Nghe nói hàn huynh năm đó tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh, nếu đúng như lời của ngoại nhân đồn đại thì đạo hữu có thể giết hai vị đại tu sĩ, hiện nay lại tiến dài thành hậu kỳ, thần thông chẳng phải càng thêm kinh thiên, bần tăng thật muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút, ngân bào tăng nhân thần sắc biến đổi, ngưng trọng nói. Nguyên trí đại sư, không bằng như vậy đi, nếu Hàn Huynh thật tình muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, bản các cũng không phải là không thể thương lượng, sán khổ nghe được lời nói của tăng nhân thì vội vàng khuyên can nói. Thoạt nhìn, vị Hàn lập này từng đã oanh động đại tấn một thời gian ngắn, vị thiên cơ các các chủ này tâm tư nhất thời biến đổi, không nghĩ muốn cho vị khách khanh đại trưởng lão cùng Hàn lập giao thủ nữa. Sán khổ đạo hữu không cần khuyên can lão nạp nữa, cho dù không có sự tình của giới tử không gian thì Bần Tăng nhất định phải cùng Hàn Đạo hữu luận bàn một chút, dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đã dừng lại hồi lâu, đang muốn cùng một ít đồng giai đạo hữu trao đổi một phen, xem liệu có thể lĩnh ngộ được gì không. Hàn Đạo hữu nếu thực sự lợi hại như thế lão nạp càng không thể bỏ qua cơ hội này, Ngân Bảo Tăng nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Lập nói. Nghe được lời nói của Ngân Bảo Tăng nhân, sán khổ khuôn mặt chảy dài, vừa quay đầu thì thấy Diễm Trúc đang đứng một bên ánh mắt lóe sáng. Sán thí chủ không cần quá lo, nếu là luận bàn thần thông thì nguyên trí sư huynh cùng hàn đạo hữu tất biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu, để họ trao đổi một lát cũng tốt. Nói thật, bần tăng cũng muốn xem thấy thần thông của đại tu sĩ đến từ thiên nam này, thiếu niên tăng nhân mỉm cười nói. Bàn lão giả nghe vậy nhất thời hết nói nổi, người cũng biết lai lịch của hàn mỗ. Vừa nghe Diễm Trúc đề cập đến thiên nam, hàn lập trong lòng chợt thấy dùng mình, sắc mặt âm trầm xuống. Hàn huynh không cần kinh ngạc, tuy rằng lai lịch của đạo hữu trong mắt tu sĩ bình thường rất thần bí nhưng đối với chính ma thập đại tông môn chúng ta ma nói cũng không quá khó tìm hiểu đạo hữu nghĩ âm la tông cùng tiểu cực cung không tra ra xuất thân của đạo hữu sao chẳng qua bọn họ sợ thần thông hiện nay của đạo hữu mà đành vờ như không biết thôi dù sao năm đó hai tông môn mất đi một vị đại tu sĩ còn lại cũng có nhiều vị nguyên anh trưởng lão ngã xuống hiện giờ họ đang bận tâm đến sự dòm ngó của các thế lực khác không tiện trêu chọc đạo hữu nếu không tại sao mấy năm nay đạo hữu có thể yên ổn sống tại thiên nam như vậy. Diễm Trúc tựa hồ như biết trong lòng Hàn Lập đang nghĩ gì, không nhanh không chậm nói. Điều này cũng đúng, các tông môn khác ta không biết nhưng âm la tông hơn nửa là biết rõ lai lịch của ta, chẳng qua nếu không vì việc của giới tử không gian, tại hạ cũng không có hứng thú cùng tu sĩ đồng giai giao thủ, trừ phi sán khổ đạo hữu hứa hẹn, nếu tại hạ chẳng may thắng nguyên trí đại sư thì thiên cơ các nguyện ý đem phương pháp luyện chế ra giao dịch, Hàn Lập thần sắc dần hòa hoãn lại. Ngân bào tăng nhân nghe thấy thế thì ngẩn ra, liếc mắt nhìn lão béo một cái. Vị thiên cơ các các chủ này tâm tình bất định, nhưng sau một lát dường như đã thông suốt nhoẻn miệng cười nói. Nếu hàn đạo hữu đã tự tin như thế, sán mỗ như thế nào lại từ chối, chỉ cần hàn huynh thực cùng nguyên trí đại sư luận bàn chiếm thế thượng phong, bí thuật luyện chế giới tử không gian này giao cho đạo hữu lại có gì đáng ngại. Hắn đáp ứng một tiếng rồi ngồi xuống, có những lời này của sán khổ đạo hữu, hàn mỗ cũng muốn lĩnh giáo một chút thần thông của nguyên trí đại sư, nói thật, tại hạ đối với bí thuật của phật tông cũng có chất nghiên cứu hy vọng đại sư đừng làm cho hàn mỗ thất vọng hàn lập cười hắc hắc lập tức đứng dậy nói không chút do dự lời nói vừa nói ra các kết đan kỳ tu sĩ đứng hai bên đều xôn xao một chút trên mặt không chút che giấu vẻ hưng phấn mà vị diếm trúc kia lại đứng một bên mỉm cười bộ dáng có chút bí hiểm ngân bào tăng nhân hai hang long mày nhướng lên cười lạnh sau đó khuôn mặt nho nhã của hòa thượng lộ ra vài phần sát khí lấy thần thông của hai vị đạo hiếu tại thiên cơ điện giao thủ sợ có chút không ổn, không bằng đi ra bên ngoài luận bàn, như thế nào. Đối với hai vị mà nói, cấm không cấm chế tất nhiên không chút ảnh hưởng, sán khổ đánh giá một chút nói ra lời đề nghị. Tất nhiên là có thể, bần tăng không có ý kiến. Ngân bào tăng nhân chậm rãi gật đầu, cứ theo ý của sán các chủ đi, hàn lập lộ ra bộ dáng không quan trọng. Đoàn người lập tức đi ra khỏi đại điện, đứng tại cửa điện. Bỏ lại mọi người đứng trên mặt đất, hàn lập cùng ngân bào tăng nhân quanh thân thanh quang chấp động, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt lên trời, còn tăng nhân dưới chân sinh ra bạch sắc liên hoa, nhẹ nhàng bay lên một cách từ từ. Một lát sau, hai người liền phân biệt đứng tại khoảng không trên thiên cơ điện, đối mặt cách nhau khoảng 10 trường. Mà ngân bảo tăng nhân nhìn hàn lập trong chốc lát, bỗng nhiên trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, trên mặt bóng hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hàn lập thấy cảnh này nguyên bản vẻ lười nhắc cho tắt, đột nhiên hỏi. Nghe tiếng đã lâu, nguyên Chí đại sư là Phật môn kim cương hộ pháp, pháp quyết tu luyện chẳng lẽ là minh vương quyết? Nga, không thể tưởng tượng được đạo hữu đối với công pháp Phật môn chúng ta cũng có chất hiểu biết, lão nạp tu luyện đúng là pháp quyết này, mong đạo hữu chỉ một phần, ngân Bảo tăng nhân nghe thầy Hàn Lập nói tên pháp quyết ra đầu tiên ngẩn ra nhưng lập tức ngạo nghễ nói. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, trong miệng âm thanh chợt hiện, một đám ký hiệu màu bạc theo ngân Bảo trực tiếp trôi nổi hiện ra, không chỉ khuôn mặt mà cả người bắt đầu biến thành màu vàng nhạt, trông giống như một pho tượng kim thân la hán. Hàn Lập thần sắc biến đổi, trong lòng chợt dung mình. Đối phương đã biểu hiện ra rõ ràng là tu luyện tới tầng 4 minh vương quyết, theo lý thuyết thì thân thể đối phương có thể cùng pháp bảo bình thường còn cứng rắn hơn, nếu là phi kiếm bình thường thì chỉ sợ đối phương có thể dùng tay không ngăn cản. Chẳng qua, nếu đối phương chỉ có trình độ này mà nói thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Lập cũng không nói gì, tay áo chợt run lên, nhất thời một trận thanh minh, hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng theo cổ tay bay ra hóa thành từng đạo kiếm quang xoay quanh người lập tức hàn lập cũng nói ra một loại pháp quyết hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái tất cả kiếm quang run lên kim mang đại phóng một hóa bảy biến ảo thành mấy trăm đạo phi kiếm chỉ cần hơi bay lượn kiếm khí màu vàng cơ hồ bao phủ non nửa không trung tạo thành một mảng kim quang cuộn sóng thanh thế cực kỳ kinh người sán khổ cùng các tu sĩ kết đan kỳ đang đứng xem ở phía dưới thấy cảnh này sắc mặt không khỏi đại biến không cần vị hàn đại tu sĩ này thi triển thần thông gì, chỉ cần nhiều kiếm quang cùng nhau cuồn cuộn xông tới như vậy chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường tuyệt không dám ngăn cản. Ở phía đối diện, Ngân Bào Tăng Nhân thấy cảnh này thì lại thờ ơ nhấc hai tay lên, trong tay linh quang hai màu hồng lục chấp động, phân biệt xuất hiện 21 cây thiền trượng màu đỏ đậm và một chuỗi phật châu màu xanh biếc. Đúng lúc này, SL đứng đối diện hai tay bấm pháp quyết, mấy trăm đạo kiếm quang hóa thành một phiến màu vàng sáng mờ, quyết về phía Ngân Bào Tăng Nhân. Tới tốt, tăng nhân trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhấc tay lên, thiền toa hóa thành một con dao long màu đỏ đậm trực tiếp nghênh đón, tay kia Phật Châu cũng phóng ra ngoài, hóa thành nhiều điểm lục quang chấp động, hợp với nhau tạo thành một tầng lục sắc quang mạc đem hắn bảo hộ vào bên trong. Lập tức vị Phật Tông Đại Tu Sĩ này hai mắt nhìn xuống, hai tay biến ảo không ngừng, tựa hồ như phải thi triển thần thông cực kỳ huyền ảo nào đó. Con dao long đỏ đậm kia lắc mình, chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm đã biến thành kim hạc kia cũng không biết thiện toa này chế tạo từ tài liệu nào mà tuy rằng giao long bị mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời chảm đến trong nháy mắt thế nhưng kim mang hồng quang lại đan xen vào nhau, không bị phiến kiếm quang chảm thành mảnh nhỏ, ngược lại xích dao không cam lòng yếu thế, dương nhanh múa vuốt gắt gao cắn xé kim hà, bộ dáng không chút lạc xuống hạ phong. Vạn năm hỏa san hô, Hàn Lập thấy tình hình này thì thào một tiếng trong miệng, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy rằng khảm nhập canh tinh vào phi kiếm sắc bén vô cùng nhưng tại nhân giới còn có vài loại tài liệu hoàn toàn có thể ngăn cản nó, loại vạn năm hỏa san hô này chính là một trong số đó. Chỉ có điều loại tài liệu trình độ này vô cùng hiếm gặp, chỉ sợ so với canh tinh còn khó kiếm hơn, thiện toa của vị nguyên trí đại sư dùng đúng loại tài liệu này, hơn nữa tỷ lệ còn không thấp nếu không tuyệt không dám ngăn cản nhiều phi kiếm nhất tề chảm xuống như vậy mà bình yên vô sự. Hàn lập trong lòng thấy kinh ngạc, Bất quá thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng tuyệt không chỉ nhờ vào độ sắc bén mà thủ thắng, lúc này thúc giục thần niệm, một phần kiếm quang tiếp tục cuốn lấy dao long bộ phận còn lại xoay quanh một cái bay qua một bên hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến chỗ tăng nhân. Chương 1225 Kim Cương, mắt thấy vô số kim mang bay nhanh mà đến, tăng nhân hai tay đang thi triển Phật ấn chỉ liếc nhìn, tựa hồ đối với Phật châu biến ảo thành quang mạc tin tưởng 10 phần. Hàn Lập thấy vậy trong lòng thầm cười lạnh, kim mang phi kiếm đại phóng, uy năng lại lớn hơn ba phần phốc phốc nhiều tiếng động lớn vang lên liên tiếp kim mang lướt qua đều đánh lên trên quầng sáng nhưng dường như đánh lên cây khô bàn nặng nề làm cho lục mạc kia run rẩy một trận nhưng không thể xuyên thủng qua được hàn lập thấy vậy thần sắc biến đổi nhưng âm thầm thúc giục pháp quyết nhất thời hơn trăm đạo kiếm quang phụ cận ngân bào tăng nhân đồng thời run lên nhất thời hướng trời cao tụ lại hào quang bắn ra bốn phía tạo thành một vòng màu vàng bay lên nhưng khi kim quang vụt tắt một kim kiếm dài một trượng xuất hiện Hàn Lập lúc này không chút do dự hướng đối diện nhẹ nhàng điểm một cái. Bục một tiếng động vang lên, mặt ngoài kim kiếm vốn ảm đạm nổi lên một tầng hàn quang màu trắng ngà, tinh băng thật dày lập tức hiện ra hóa thành một thanh băng kiếm cự đại dài hơn 10 trường. Kiếm này thể tích thật khổng lồ, phi thường trong suốt làm cho ai thấy cũng phải hít một ngụm lương khí. Ngân bào tăng nhân nguyên bản vẫn đang cúi đầu bấm quyết đột nhiên ngẩng đầu lên sắc mặt đại biến. Mà Hàn Lập lúc này đang đứng đối diện một tay vung lên trong miệng lạnh lùng nói chẳng băng kiếm nhoáng lên một cái liền hung hăng hạ xuống, chưa thực sự chạm xuống lục sắc quang mạc nhưng vùng không gian phụ cận có thể thấy được một tầng dao động, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn giống như một tòa băng sơn hung hổ áp xuống. Ngân bào tăng nhân trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, bạch sắc quang liên xoay tròn rồi hạ xuống, cả người cùng liền cùng thất sắc Phật quang tiêu thất. Cự kiếm mang theo tiếng động chạm vào khoảng không, ngay sau đó, cách cự kiếm khoảng vái trượng bạch quang chợt lóe, liên hoa xoay tròn hiện ra, lập tức tăng nhân cũng xuất hiện một cách quỷ dị ở trên bạch liên, đồng thời trong tay kết ấn biến đổi, trên người tỏa ra linh áp kinh người, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ảo ảnh cao năm sáu trượng. Hư ảnh này toàn thân kim quang bao phủ, khuôn mặt dữ tợn hung ác, tóc quan, nửa người để trần, thế nhưng nghe đồn thì đó lại là hình tượng Phật môn kim cương độc nhất vô nhị. Mà ngay khi hư ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt, ngân bào tăng nhân hét lớn một tiếng, hai quyền hướng băng kiếm xa xa anh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hư ảnh kim cương cùng tăng nhân đều trợn mắt. Trong mắt đảo liên tiếp, Kết giới rắn chắc đối mặt với thân kiếm. Hai luồng kim mang va chạm với nhau tại băng kiếm một cách bạo liệt thế nhưng cửa kiếm lớn như vậy lại bị nổ một tiếng, một kích đánh bay, quay cuồng giữa không chung một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại được. Hàn Lập vội vàng nhìn hướng băng kiếm, trên thân kiếm tử hồng hỗn loạn, trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì chỗ cửa kiếm bị hư ảnh kim quang kia đánh trúng, tầng băng dày tắc tắc vỡ vụn, lộ ra bản thể kim kiếm bên trong. Đây là loại công pháp gì? không giống Minh Vương Quyết nhưng lại hình như có quan hệ với Minh Vương Quyết. Hắn trong lòng cảm thấy vài phần kinh nghi, chẳng qua, trong lần tế luyện phi kiếm sau đó, hắn đã khảm nhập nhiều huyền ngọc tới nỗi làm cho người ta cảm thấy cứng họng. mỗi thanh đều có thể chịu đựng một cái cực hạn, cho nên thanh trúc phong vân kiếm ẩn chứa hàn khí lợi hại kia tất nhiên không có khả năng bị một kích kia gây hư hại. Hàn lập thần niệm vừa động, tại nơi băng kiếm thoạt nhìn hư tổn kia hàn quang màu trắng ngà chấp động vài cái, nơi băng vỡ lại khôi phục như cũ, lập tức băng kiếm không chút khách khí hoành ngang chém về phía ngân bào tăng nhân uy lực của băng kiếm cũng không suy giảm chút nào giống như lần hao tổn trước không xảy ra vậy lần này thì ngân bào tăng nhân thực sự cảm thấy đau đầu sắc mặt hắn trầm xuống chưa thi triển pháp thuật né tránh mà thân hình chớp động hai cánh tay đột nhiên hóa lớn hướng thanh băng kiếm đang bay tới như chấp hợp lại phanh một tiếng kim cương hư ảnh đồng dạng động thủ thế nhưng lại dùng hai cánh tay chuẩn xác đem băng kiếm giữ lại giữa không trung làm cho nó không thể tiếp tục hạ xuống thêm chút nào. Phải biết rằng tuy rằng Phật môn hư ảnh này cũng không thể nói là nhỏ nhưng nếu so sánh với băng kiếm thì thật sự là tiểu vô kiến đại vu. Như thế trong nhất thời, băng kiếm thật sự bị hư ảnh ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Trong mắt Hàn Lập có rút lại, trong lòng thực sự có vài phần hoảng sợ. Phải biết rằng không chỉ băng kiếm tự thân sở hữu lực lượng rất lớn, cái chính là huyền ngọc vạn năm bản thân lạnh vô cùng, có thể đông cứng tất cả mọi thứ pháp bảo pháp khí mà hư ảnh kim cương lại không thèm quan tâm dùng hai tay là có thể chặn lại, một chút khác thường cũng không có. Loại bí thuật này thật sự không phải tầm thường, tuy nhiên, hàn lập đảo mắt qua ngân bào tăng nhân ở phía dưới hư ảnh thì tựa hồ sắc mặt không thoải mái như hư ảnh trên đầu, tuy rằng song trưởng vẫn không nhúc nhích, nhưng thân mình ngồi trồm hổm xuống một cách không tự chủ, đồng thời kim quang trên mặt chớp động không thôi, bộ dáng hết sức chật vật. Hàn lập không khỏi cảm thấy nhíu mày một chút, Vị nguyên trí đại sư này bí thuật tựa hồ có chút tương tự cùng lục cực chân ma công, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Lục cực chân ma công tuy rằng đồng dạng tại phía sau huyễn hóa thành lục đạo ma ảnh nhưng ma ảnh này là mượn dùng ngoại lực, là tu luyện giả mượn ma khí của cổ ma thủy tổ hóa thành mà thi triển ma công, còn tăng nhân gọi về hư ảnh kim cương lại tựa hồ do pháp lực bản thân hóa thành, mà bí thuật này uy lực lớn ai nhỏ tùy thuộc vào sự hỗ trợ của Minh Vương Quyết. Cái khác không nói, nếu tăng nhân này mà minh vương quyết không tu luyện tới tầng thứ tư thì dưới một kích của cửa kiếm cho dù hư ảnh kim cương có tiếp chiêu thì cũng sớm không thể chống đỡ mà vỡ nát rồi trong lòng hàn lập cảm thấy rất kỳ lạ nhưng thanh trúc phong vân kiếm lại không chỉ có chừng ấy khả năng hai tay liền kết kiếm quyết thần niệm lập tức thúc giục phi kiếm khác đến tiếng sấm sét vang lên băng kiếm bỗng nhiên hóa thành từng đạo điện mãng màu vàng thô to như cánh tay lao thẳng về phía hư ảnh di ngân bào tăng nhân trên mặt cả kinh hiển nhiên không nghĩ tới phi kiếm của Hàn Lập lại có nhiều thần thông như vậy, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực phun thẳng ra phía trước một cái. Tuy rằng tăng nhân trong miệng cũng không phun ra đồ vật gì nhưng lại bất đồng với khi thao túng hư ảnh kim cương, trong miệng phun ra một cỗ kim sắc hạ quang, linh quang chấp động, đem mấy đạo điện giao thổi bật ra làm cho chúng không thể lại gần. Cơ hồ cùng lúc đó, ngân bào tăng nhân lại hét lớn một tiếng, đôi tay hư ảnh kim cương kẹp lấy băng kiếm chợt dùng chút lực, trên băng kiếm đang bị kẹp ở giữa tỏa ra một lớp ngân quang hai tay kim quang trói mắt vết rách mở rộng trong nháy mắt băng trên thân kiếm vỡ vụn ra rơi xuống ngân bào tăng nhân đã tính toán dùng lực lượng của kim cương bát nhã đem băng kiếm hoàn toàn bẻ gãy nhưng là vị cao tăng này hiển nhiên tính toán có chút sai lầm hàn lập thấy thế cười lạnh một tiếng pháp quyết trong tay biến đổi băng kiếm đang nghênh chiến liền thanh minh một tiếng hóa thành từng đạo tơ vàng lập tức tản ra mặc dù hư ảnh kim cương phản thủ vài cái nhưng mỗi đạo tơ vàng đều thông linh xoay quanh một cái xảo diệu né tránh làm cho hư ảnh một chút thu hoạch cũng không có. Hóa kiếm vi ti, nguyên lai hàn đạo hiếu là một vị tu sĩ tinh thông kiếm quyết. phía dưới hư ảnh tăng nhân ngẩn ra, thì thào một câu, tại hạ chỉ có chút hỏa hậu như vậy nào dám xưng là kiếm tu? nhưng thật ra bí thuật của nguyên trí đại sư thi triển ra đã làm cho hàn mỗ mở mang tầm mắt một phen, không biết lai lịch của thần thông này như thế nào. hàn lập nhàn nhạt cười, phi kiếm đã quay lại sau lưng, bình tĩnh hỏi, trước mắt không phải sinh tử chiến hắn thật sự không cần truy đánh. Chỉ là chút tài mọn cũng không tính là cái gì, chẳng qua có chút phù hợp với minh vương quyết mà thôi, ngân Bảo tăng nhân đồng dạng cười hắc hắc, cũng không nói rõ ràng, căn bản không muốn để lộ bộ dáng thật. Hàn lập nghe xong cũng nở một nụ cười, thần thông Phật môn quả nhiên không tầm thường, nghĩ đến lại dùng các thủ đoạn bình thường thì chúng ta rất khó trong thời gian ngắn phân thắng bại, mà hàn mỗ sau đây sẽ sử dụng các pháp bảo có uy lực lớn. Nguyên trí đại sư cũng nên cẩn thận, hàn lập khôi phục lại thần sắc ban đầu, đầy thâm ý nói. Nói xong, 10 ngón tay hàn lập hướng phía tăng nhân vẩy ra, 10 đạo hồng ti chợt lóe, bắn nhanh mà ra, nhưng bỗng nhiên nhoáng lên một cái không thấy tâm tích. Tiếp theo tay áo run lên, một đoàn tam sắc quang diễm bắn ra, hóa thành một cây quạt tam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, xoay tròn một cái đã chế trụ được, linh lực cuồng phóng, hướng đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Một tiếng phượng minh truyền ra, một con tam sắc hỏa điểu dài vài thước trong quạt bay ra, liền thẳng tiến đến tăng nhân đối diện lập tức hàn lập lại hé miệng, một viên châu màu trắng vọt ra khỏi miệng liền cuồng trướng, hóa lớn khoảng một thước. Một cỗ hàn diễm màu tím ở mặt ngoài viên châu quỷ dị bốc lên. Hàn lập cũng không có hành động khác, chỉ hướng viên châu này nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Ngay lập tức, một biển lửa màu tím hiện lên trước người, cuồn cuộn bốc lên cao mấy trượng, hùng hổ quét thẳng về phía đối diện, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngân bào tăng nhân đứng đối diện thấy các hành động của Hàn Lập thì thần sắc cũng trịnh trọng cực kỳ, đồng dạng một tay xoay chuyển, một bình nhỏ màu xám bạc xuất hiện ở trên tay. Nhưng không chờ tăng nhân tế ra vật ấy, đột nhiên phía trên không trước hư ảnh kim cương hồng quang chợt lóe, mười đạo hỏa ti bắn ra, kết quả đang đang vài tiếng, hai phương nhất thời va chạm, thế nhưng hỏa ti không thể xuyên thủng hư ảnh mảy may. Tăng nhân đối với sự tình này không chút để ý, ánh mắt hướng về phía tam sắc hỏa điểu, hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy rằng lần đầu tiên thấy được tam diễm phiến thế nhưng tam sắc hỏa điểu đang bắn ra linh lực kinh người làm cho hắn cảm thấy như lâm đại địch, trong lòng không dám khinh thị mảy may. chương 1226, vô đề, nhưng ngoài dư liệu của tăng nhân, 10 đạo hỏa ti kia mặc dù không thể xuyên thủng hư ảnh màu vàng nhưng hồng quang đột nhiên lóe sáng hóa thành một đóa hỏa liên màu đỏ thô to, xoay quanh một cái đem hư ảnh màu vàng gắt gao trói buộc bên trong. Tăng nhân thấy vậy đầu tiên ngẩn ra, lập tức đưa tay bắn lên không trung một đạo kiếm quang màu trắng theo đầu ngón tay lóe ra bay thẳng đến chém tới hỏa liên. Một tiếng giòn vang, hồng quang và bạch quang đan vào nhau, kiếm quang chém hỏa liên đứt một đoạn nhỏ nhưng không đứt đoạn hoàn toàn được. Lần này, ngân bào tăng nhân sắc mặt thật sự trầm xuống. Phía đối diện, tam sắc hỏa điều cùng tử sắc hỏa lãng trước sau quét đến, dưới tình thế cấp bách. Tăng nhân đột nhiên dẫm một chân lên bạch liên đồng thời trong miệng vang lên một tiếng rồng ngâm, hai cánh tay vươn ra phía ngoài một cách ngưng trọng. Kim ảnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của tăng nhân, đột nhiên cả người kim quang đại phóng, thân thể khổng lồ tăng trưởng một cách nhanh chóng biến lớn khoảng 7-8 trượng. Nhưng làm cho tăng nhân lo lắng trong lòng là sự tình xảy ra tiếp theo. Hỏa liên theo sự lớn lên của kim ảnh cũng tăng trưởng theo, bộ dáng không có chút vất vả nào. Tăng nhân hai tay lại bấm quyết niệm chú, hư ảnh màu vàng trong không trung lại thu nhỏ lại nhưng hỏa liên cũng đồng dạng thu nhỏ theo như dòi bám vào trong xương, gắt gao bám phía trên thân hình hư ảnh, không cho thoát ra lần này sắc mặt tăng nhân đã thật sự đại biến mắt thấy tam sắc hỏa điểu đối diện đang bay đến gần hắn bất chấp chuyện của hư ảnh phía trên vội đem bình ngọc trong tay ném vào không trung ngân bình xoay quanh một cái sau đó miệng bình hướng thẳng đến hỏa điểu ngân quang đại phóng trong bình truyền ra từng đợt tiếng vang lập tức thất sắc phật quang theo miệng bình bắn ra một đám lớn trực tiếp nghênh đón tam sắc hỏa điểu hỏa điểu trong miệng phun ra ngọn lửa tam sắc hai cánh cũng mở ra muốn phá vỡ phật quang bay thẳng đến ngân bảo tăng nhân phía trên khi song phương tiếp xúc, Phật quang đột nhiên lưu chuyển một trận sau đó phóng to, thất sắc linh quang không ngừng xoay chuyển, đem hỏa điều bao vây bên trong, liền quay trở về bình ngọc, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, giống như bình ngọc này căn bản là khắc tinh của tam sắc hỏa điều vậy. Ngân Bảo tăng nhân thấy vậy thần sắc mới buông lỏng một chút, nhưng lại lập tức nhìn hướng ngân bình trong không trung một cái. Bảo vật này run lên, Phật quang lại phun ra một đám, mục tiêu lần này là tử sắc hỏa lãng theo sát phía sau tam sắc hỏa điều xem ra hắn định dùng bão vật này đem tử la cực hỏa thu vào trong bình. Nhưng đúng lúc này, phía đối diện bỗng nhiên vang lên thanh âm nhàn nhạt bạo, ngân bình nguyên bản đang huyền phù trong không trung đột nhiên phía ngoài mặt bình ngân quang lay động kịch liệt, đồng thời dường như trong bình vang lên tiếng sấm nổ vang rền truyền ra, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Bất hảo, ngân bào tăng nhân thần niệm vừa đảo qua ngân bình, dường như phát hiện sự tình kinh khủng nào đó, thất thanh đứng lên, lập tức bạch liên phía dưới chân vị cao tăng âm lôi tông này nhoáng lên một cái, nhân hình theo đó lóe lên biến mất. Chỉ còn lại trên không trung tòa đại liên lớn vài thước không ngừng chuyển động cùng hư ảnh đang bị giam cầm. Mà ngay khi tăng nhân sử dụng biện pháp kim thiền thoát xác thì linh quang trên ngân bình chớp động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngân bình hoàn toàn bạo liệt. Một quầng sáng tam sắc thình lình hiện ra tại hư không. Tam sắc phù văn hơi chuyển động, thể tích vầng sáng cuồng trướng mấy lần, đem bạch liên cùng hư ảnh kim cương bao phủ toàn bộ vào bên trong. Kim sắc hư ảnh đang bị Hỏa Liên giam giữ trên không trung nên căn bản không thể di động mảy may, hư ảnh ở trong Tam Sắc Hỏa Diễm hơi chống cự một chút rồi xèo xèo một tiếng hoàn toàn biến mất, về phần Bạch Liên lại càng không chống đỡ nổi, vừa bị Tam Sắc Hỏa Diễm bao phủ liền lập tức hôi phi yên diệt. Cách đó ngoài 30 trượng, Bạch Quang chợt lóe, thân hình ngân bào tăng nhân hiện lên, nhưng ngay khi hư ảnh kim cương vừa bị tiêu diệt, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, miệng phun ra vài ngụm máu kim sắc trên da ảm đạm đi rất nhiều, giống như bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Kim cương hư ảnh kia vốn là bổn mạng pháp bảo của hòa thượng, cùng chung máu huyết với cơ thể, nên cũng bị ảnh hưởng lây. Hàn lập mặt không chút biến sắc, pháp quyết trong tay vẫn thúc dục, tử sắc hỏa lãng biến đổi phương hướng, huyễn hóa biến lớn thành hơn 10 trượng tạo thành một tử sắc hỏa mãng đánh về phía hòa thượng vừa trốn thoát. Tuy chưa bổ nhào vào tăng nhân nhưng xung quanh đó hàn khí bỗng tăng lên, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh, không gian bốn phía đều có cảm giác như đông tụ lại thật quỷ dị. Dưới chân ngân bào tăng nhân chợt lóe bạch quang, từ hư không xuất hiện đóa bạch liên như lúc trước, hai chân tuy chưa động nhưng ở trên bạch liên bạch quang chấp động, liền lùi về sau hơn 10 trường, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ. Dừng tay, không cần tiếp tục nữa, hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lão nạp cam bái hạ phong. Ngân bào Tăng Nhân vừa cùng Hàn Lập chính thức giao thủ liền chủ động nhận thua nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị hủy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếc rẻ. Ngân Bình kia năm đó hắn thu được cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật Phật môn đỉnh giai thế nhưng sau khi luận bàn một hồi liền bị hủy, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ. Huống chi, tuy rằng song phương cũng không xuất toàn lực nhưng Hàn Lập thần thông rõ ràng chiếm thượng phong, với thương thế của hắn khiến nguyên khí đại thương, tự nhiên không muốn tranh đấu nữa hàn lập nghe nói vậy ánh mắt chấp động vài cái mỉm cười hướng phía xa vẫy tay một cái thân hình tử sắc hỏa mãng chợt ngưng lại sau một trận quay cuồng thì tử diễm hoàn toàn biến mất chỉ còn lại viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung sau đó thần niệm hàn lập vừa thúc giục bảo vật này cùng hỏa ti đang trong hình dáng hỏa liên hiện lại nguyên hình bắn nhanh trở về hai bảo vật này chấp động vài cái liền biến mất trong cơ thể hàn lập hàn lập ôm hai tay hướng tăng nhân đứng đối diện bình thản buông lời đa tạ sau đó từ từ rơi xuống nghênh đón Hàn Lập ở cửa điện là những ánh mắt kinh sợ. Tuy rằng đều là đại tu sĩ nhưng Hàn Lập vừa ra tay liền dễ dàng đánh bại nguyên trí hòa thượng, điều này chính sán khổ đang đứng bên dưới cũng không đoán trước được. Mà ngay cả thiếu niên diếm trúc tăng nhân giờ này cũng nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thong dong như trước nữa. Xem hai vị đạo hiếu tranh đấu thật sự làm cho tại hạ đại khai nhãn giới, sán mỗ thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy, nếu hàn đạo hiếu đã chiến thắng, bản các chủ tự nhiên sẽ không nuốt lời, ta sẽ kêu người đem bí thuật luyện chế giới tử không gian đến ngay. Tuy rằng ngân bảo tăng nhân không đánh thắng được hàn lập nhưng vị các chủ thiên cơ các này vẻ mặt lại tươi cười, không có bộ dáng uể oải chút nào, không chờ hàn lập nói ra liền chủ động nói trước. Vậy làm phiền sán các chủ, hàn lập lại cười nhạt trả lời. Sán khổ sau khi sốt sáng đáp lời liền đưa ra một khối lệnh bài giao cho một vị kết đan kỳ tu sĩ đứng gần đó cẩn thận phân phó vài tiếng. Người nọ sau khi cầm lệnh bài lập tức ly khai, bay thẳng vào phía bên trong. Không gian này ngoại trừ không trung bên ngoài thiên cơ điện thì trên mặt đất còn có rất nhiều lầu các tinh mỹ ẩn hiện bong người đi lại, nhưng những người này tựa hồ đã sớm được phân phó trước, cho dù vừa rồi Hàn Lập cùng Ngân Bảo Tăng Nhân đại chiến một hồi thì phía dưới vẫn không có ai thực sự lộ diện. Người vừa cầm lệnh bài bay đi, đảo mắt một cái biến mất vào trong đám lầu các bên dưới. Hàn Lập lúc này mới thu hồi ánh mắt, đúng lúc này Ngân Bảo Tăng Nhân sau khi điều tức một hồi trong không trung liền hạ xuống dưới, từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc nhỏ màu trắng, đổ ra một viên đan dược màu hỏa hồng rồi ăn vào bụng. Nguyên trí đại sư không có gì đáng ngại chứ. Hàn lập mở miệng hỏi một câu, không có gì, ăn đan dược này vào xong chỉ cần tính tâm mấy tháng là có thể như trước rồi. Nhưng hàn đạo hữu này, kiện vũ phiến trong tay đạo hữu thật không phải bảo vật bình thường a. À, ta đây có la hán kim thân, tự mình đón đỡ pháp bảo đỉnh cấp cũng không có gì đáng ngại. Nhưng dưới một kích nhẹ nhàng của phiến này lại không chống lại được, xem ra không phải là một kiện linh bảo thì cũng là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo, có phiến này trong tay, tại nhân giới chỉ sợ rất ít người dám đỡ một kích này của đạo hiếu, nguyên trí hòa thượng vừa thấy hàn lập thì vị đại tu sĩ lôi âm tông này cũng không cười, cũng tựa hồ không để ý đến thương thế ngược lại thần sắc có vẻ tự nhiên. Đại sư thật là nhãn lực hơn người, bảo vật này của tại hạ đích xác là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo, hàn lập cười hắc hắc cũng không thèm để ý hòa thượng mà trả lời. Tăng nhân nghe vậy, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, vừa mở miệng định nói điều gì nhưng sán khổ bên cạnh lại nói trước. Hai vị đạo hữu nếu không ngại chúng ta cùng vào trong điện rồi nói tiếp, mặt khác tại hạ vừa kiếm được một hũ thiên địa linh tử, tân long ngâm, nghe nói tu sĩ uống vào một ngụm liền có thể bằng với khổ tu một tháng, nhưng trọng yếu nhất là linh tử này hương vị tuyệt đối là cực phẩm, nếu không ngại chúng ta cùng vào nhấm nháp vài chén, bàn lão giả trà sát hai tay, cười nói. Trong giờ phút này, sán khổ dường như là một lão gia hiếu khách không còn chút bộ dáng chủ nhà nữa. Tân Long Ngâm, Bần Tăng cũng từng nghe nói qua loại linh tử này, nghe nói loại kỳ quả để ủ ra loại linh tử này tại nhân giới đã tuyệt chủng rồi, lại nghe nói rượu này hương thơm vô cùng, các loại linh tử khác vô pháp sánh bằng, hắc hắc, đạo hữu không cần cảm thấy kỳ quái, lão nạp vi rằng một thân Phật môn nhưng đối với các loại linh tử cũng có chút hiểu biết, năm đó sán khổ đạo hữu phải dùng hơn 10 đàn thượng cổ linh tử mới dụ dỗ được lão tăng làm khách khanh trưởng lão chẳng qua hàn đạo hữu đừng vì vậy mà xem lão tăng là một vị rượu thịt hòa thượng các giới luật còn lại bần tăng đều tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên trí vừa nghe lời này thì thần sắc vui vẻ lập tức nhìn hàn lập với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại nói giỡn, giọng nói tràn đầy thiện ý hàn lập nghe vậy trong lòng vừa động nhưng lại chỉ cười mà không nói đoàn người liền đi vào trong đại điện chương một nghìn nửa đường chặn giết trên không trung, một đạo thanh quang từ từ đi tới, thanh quang minh mông bao quanh một gã thanh niên trẻ tuổi tay cầm một khối ngọc giản màu đỏ nhạt, trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên. Người này đúng là Hàn Lập vừa mới rời khỏi thiên cơ điện không bao lâu, khối ngọc giản trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế không gian giới tử. Không nghĩ tới không gian giới tử thanh danh lớn như vậy mà phương pháp luyện chế cũng không phức tạp lắm, phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường, nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tử cũng không nói là khó khăn, Hàn Lập vừa độn quang vừa thì thào. Hắc hắc, cái này mà cũng gọi là không gian giới tử sao? Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trận trong khe không gian mà thôi, không gian giới tử chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tùy thời tiến vào trong, bên tai Hàn Lập đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng. Lời này của đạo hữu cũng có lý, nhưng mà nhân giới tu sĩ chúng ta lại có năng lực luyện hóa ra bảo vật dạng này sao? chính đạo hữu nói linh bảo trong tay ta là hắc phong kỳ cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng là bảo vật không gian thôi không thể xưng là không gian giới tử sao hàn lập cũng không đồng ý nói lời này thật ra cũng có lý theo ta được biết thì cho dù tại linh giới chân chính không gian giới tử cũng chỉ tồn tại một số ít mà mỗi một cái không gian giới tử trí bảo đều cơ hồ ở trong tay những người tối cao tại linh giới nếu không đã sớm có người lấy trộm nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay người có hay không tiếp tục đi đoạt quỷ la phiên của âm la tông kia Chẳng qua, đạo hiếu chẳng lẽ muốn trực tiếp xông lên núi sao? Đồng tử cười khẽ hỏi ngược lại, trực tiếp xông lên núi. Điều này tự nhiên sẽ không xảy ra, cho dù hiện tại âm La Tông chỉ có một gã đại tu sĩ nhưng dù gì cũng là một trong thập đại tông ma môn, ai biết được trong đó có bố trí cấm chế lợi hại nào không, hay còn ẩn tàng cả sát thủ. Âm La Tông cũng là cổ tông môn truyền thừa, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu, Hàn Lập lắc đầu nói. Ý của đạo hữu là, rất đơn giản, Cầm Tặc Tiên, Cầm Vương, trước Tiên Giải quyết Âm La Tông tông chủ, những người còn lại. Anh trưởng lão thì có biện pháp tốt rồi, hơn nữa trước đó chúng ta đã nghe ngóng trước rồi, những năm gần đây có không ít đại ma đạo tông môn nhỏ ngó địa vị của Âm La Tông, vì Âm La Tông tông chủ này gần đây tựa hồ xuất môn thường xuyên, chỉ cần tìm đúng cơ hội, gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết, khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù Âm La Tông có cấm chế lợi hại thì cũng không cần cố kỳ quá mức chẳng qua trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước, mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu, vạn nhất tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện, nhúng tay vào thì hỏng. Việc, thanh âm hàn lập âm trầm vang lên, điều này cũng đúng, nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi người thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể ngồi yên được, đồng tử mỉm cười. Lúc này Hàn Lập cũng không nói gì nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh, thu ngọc giản trong tay lại, tốc độ độn quang chờ tăng lên gấp bội, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng. Hơn nửa năm sau, trên đám núi vô danh ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu, đang diễn ra một cảnh chém giết lớn. Ước chừng có năm sáu tu sĩ hắc bào đang chỉ huy hơn một ngàn đồng giáp luyện thi vây quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích. Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nữa cùng ra tay với đám hắc bào tu sĩ, kết quả là thi khí ngập trời, ngoại trừ vài tên tu sĩ kết đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp thi này cắn nuốt những tên tu sĩ còn lại cũng tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên, tiếng hú vang chín tầng mây làm cho chúng tu sĩ đang tranh đấu nghe thấy trong tai đau rát một trận, đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần. Các hắc bào tu sĩ đang vây công nghe thấy tiếng huyết gió này thì sắc mặt đại biến mà mấy người đang bị vây công thì tinh thần đại chấn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy tại chân trời xa xa linh quang chấp động, ẩn hiện truyền tới tiếng sấm, một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến ma vân này lớn chừng một mẫu, độn tốc nhanh cực kỳ, trong chớp mắt đã bay được hơn trăm trượng, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu. Ta đang tự hỏi ai dám mang người đánh lén bổn tông. Nguyên lai là huyết cốt môn đạo hiếu, đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hắc quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ hiện lên. Người này hai tay áo phất phơ, hóa thành một đạo hôi quang lóe lên, hướng thẳng đến ma vân đối diện bắn nhanh mà đi. Phòng lão ma, phía đối diện vang lên một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự đổi hướng phi đột nhanh về phía sau mà đi. Hừ, đạo hữu nếu đã tới địa giới của bổn tông sao lại rời đi. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, lập tức tiếng xé gió nổi lên, hôi quang biến ảo, hóa thành màu đen như mực đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi. Hai người một trước một sau trong chốc lát công phu liền độn ra hơn trăm lý, biến mất vô ảnh vô tung về phía chân trời. Những hắc bào tu sĩ thấy như vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thì tiếp tục công kích ngày càng mãnh liệt mà các tu sĩ đang bị vây công vừa nghe thấy tên phòng lão ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng liều mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp luyện thi như cuối cùng vẫn bị hắc bào tu sĩ diệt sát sạch sẽ. Sau đó đám hắc bào tu sĩ từng người một lấy ra một cái bao da đen thui đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào trong, sau đó vẫn không vội vã rời đi mà đứng tập trung lại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét. Không biết bao lâu, tại chân trời linh quang chấp động, một đạo ô hồng xuất hiện hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đám hắc bào tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau lập tức ngừng lại, phân khai thành hai hàng đứng đón. Hắc quang chợt lóe, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí. Tham kiến tông chủ, đám tên hắc bào tu sĩ lập tức hành đại lễ đón chào, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Đám người huyết cốt môn các ngươi xử lý sạch sẽ chưa? Nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu, tông chủ yên tâm, huyết cốt môn có tất cả 73 người lẻn vào bổn môn, tất cả đã bị diệt sát không có ai chạy thoát, một lão giả thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước sau đó kính cẩn trả lời. Tất hòa trưởng lão huyết cốt môn đã bị ta hủy diệt thân thể, còn nguyên anh của hắn thì đã chạy thoát, sau chuyện này huyết cốt môn sẽ không dám dễ dàng tiến công bổn môn nữa, nếu không phải bổn môn nhân thủ không đủ thì bản tông chủ còn muốn trực tiếp tiến đánh huyết cốt môn nữa, nhân ảnh âm lãnh nói. Đám hắc bào tu sĩ đều không dám tiếp lời chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ phân phó. Nhân ảnh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng phân phó. Nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì, các người trở về trước đi, ta còn có một số việc phải giải quyết, có thể mất một ít thời gian. Tuân mệnh, những hắc bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh, sau đó nhân ảnh chăm chú nhìn đám hắc bào tu sĩ này từng người một hóa thành từng đạo đạo độn quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời. Trên bầu trời vùng phụ cận chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung, hắn nhìn hắc khí nơi phương xa, không nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói. Đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi, chẳng lẽ muốn phòng mỗ bức người xuất hiện sao? Vừa dứt lời, nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có một bóng người, khẩu khí bất thiện nói. Ô, phòng đạo hữu thật không hổ danh là âm la tông tông chủ, như thế vẫn có thể phát hiện ra tại hạ, nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử mới làm bại lộ hành tung của hàn mỗ, đạo hữu sợ chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao? Thanh âm của một nam tử xa lạ truyền đến, lập tức thanh quang chợt lóe. Một gã nam tử mang một thân thanh sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện người này đúng là hàn lập mà trong hắc khí kia tất nhiên là vị âm la tông tông chủ kia mục tiêu của hắn trong chuyện này lại nói tiếp hàn lập để có thể chuẩn xác chặn đường người này nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của âm la tông giám thị ước chừng mất khoảng nửa năm thời gian mới có được cơ hội này nên vẫn tiếp tục theo dõi là ngươi âm la tông tông chủ vừa thấy bộ dáng của hàn lập thân hình chấn động lập tức hung hăng nhìn thẳng hàn lập một cái tựa hồ đã nhận ra đối phương Xem ra phòng tông chủ cũng đã nhận ra tại hạ, Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh lạ thường, sắc mặt vẫn bình thường. Người quả nhiên đã tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta sao? Hắc khí trên người âm la tông tông chủ tiêu tán lộ ra một bộ dáng niên kỷ ước chừng 28 tuổi, chỉ có điều sắc mặt tái nhật dị thường, hai mắt ẩn ước bích quang chấp động, có vẻ yêu dị cực kỳ. Không tôi, ta nếu đã xuất hiện tại đây thì trong hai ta chỉ có thể có một người có thể sống sót, Hàn Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như đang nói chuyện với một vị bằng hữu vậy. Hảo, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến thiên nam tìm ngươi tính toán nợ cũ, khắp nơi đang truyền lưu sự tình cản lão ma cùng tiểu cực cung hàn ly đã vẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật, ta căn bản có chút không tin, cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết, bản tông chủ còn cầu mà không được, thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bổn tông chủ tính luôn một lần. Âm la tông tông chủ vừa nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quang đại thịnh, sau đó lại cười như điên. Lập tức chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cỗ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người, trong nháy mắt đã đem thân hình bao phủ vào bên trong, tiếp theo bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc, vài thân ảnh cao lớn từ trong hắc khí quỷ dị đi ra. Chương 1228, Trảm sát đại tu sĩ. Tuy rằng hắc khí nồng đậm dị thường nhưng hai mắt Hàn Lập Lam quang chớp động, đem yêu vật trong hắc khí xem xét rõ ràng. Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây giáo ngắn phát ra hoàng quang hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc con cuối cùng lại khiêng một thanh lang nha bổng màu xám bạc thật lớn trên mặt đám luyện thi này lộ ra một đám giang nanh hai mắt lục quang chớp động tựa hồ như là thi vương đại khái đều có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ đặc biệt là con khiêng lang nha bổng kia trên người thi khí nồng đậm dị thường tựa hồ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ hàn lập thấy cảnh này trong lòng cũng ngạc nhiên nhưng lại không lo sợ chút nào không nói lời nào lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đen thui rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục. Năm đạo hôi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo thành đủ các loại hình dáng liền ổn định thân hình, nhen nhanh múa vuốt và phát ra một trận cười quái dị, đồng thời ma khí màu xám trắng trên người tỏa ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường. Ngũ tử đồng tâm ma, âm la tông tông chủ đứng đối diện vừa thấy ngũ ma, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn cùng càn lão ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào nhận thức không các ma đầu mà càn lão ma đã tỉ mỉ luyện chế ngày đó. Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, Hàn lập thúc dục pháp quyết, trong tay ngũ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hung hăng đánh tới. Đi, sự tình lúc này không cho phép có sự trần chờ âm là tông tông chủ chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho tam thi phản công, ba con ô giáp luyện thi trong hắc khí liền vọt ra, không cam lòng yếu thế hung hăng đánh về phía ngũ ma. Mà vị âm la tông tông chủ tay áo lại run lên, một viên châu màu đen rơi vào lòng bàn tay, tay kia lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng chưa chờ vị âm la tông tông chủ tế ra đồ vật thì Tam thi cùng Ngũ ma đã giao thủ với nhau trước. Ba cỗ giáp thi vừa khi ra tay thì trong miệng phun ra ba cỗ lục khí, tuy chưa đánh lên người Ngũ ma nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến, chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng. Nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng thì một thân tu vi hơn nửa là uổng phí, nhưng Ngũ ma cũng không phải là nhân loại. Đối với loại thi độc này cũng không hề tránh né mà đồng dạng cũng há miệng phun ra năm cỗ hàn diễm màu sắc khác nhau. Hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi nên Hàn Lập đối với vị Âm La tông tông chủ này tất nhiên không cần nương tay, cho nên vừa khi Ngũ Ma động thủ liền dùng ma diễm cực hàn đã luyện được. Năm loại ma diễm vừa gặp nhau liền hóa thành một biển lửa ngũ sắc cuồn cuộn tiến lên, chẳng những đem thi độc thổi bay mà một đạo hỏa lãng cử đại đem tam thi bao vào trong. Ba con hung thần ác sát ô giáp thi vương hiện tại tái hiện bộ dáng ngũ ma đối đầu với ba cỗ khô lâu của lục đạo cực thánh lúc trước, Tam thi ở trong hỏa diễm ngũ sắc thì tỏ vẻ thong thả vô bi. Chẳng qua Tam thi cũng có chút bản lãnh, tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn nhưng quanh thân lại thả ra thi khí đen như mực, cực lực ngăn cản Hàn Diễm lại, vì thế cũng không lập tức bị Hàn Diễm bao lại. Ngũ Ma thấy vậy cũng không vội xông lên phía trước ngược lại còn lùi ra sau mấy trượng, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức Phun ra từng đạo ma diễm cực hàn không cho Tam Thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàn diễm đang bao vây. Thấy vậy sắc mặt của Âm La tông tông chủ khó coi dị thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn đồng giáp luyện thi tỉ mỉ đào tạo ra ba con ô giáp thi vương, tuy thần thông cũng không phải là kinh người nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương, thế mà lại bị một kích của ngũ tử đồng tâm ma ngăn chặn, một thân thần thông căn bản không thể thi triển nửa phần. Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cục là loại gì? ngũ ma này rõ ràng chính là của càn lão ma, như thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy. Âm la tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại, trong lòng nảy sinh vài dự cảm không ổn nhưng hai bảo vật trong tay vẫn không chút do dự hướng không chung ném đi, mảnh lụa vàng xoay tròn trong không chung một cái liền hóa thành một lớp ti võng bao phủ hơn 10 trường, dường như có thể che trời, đem cả hàn lập và ngũ ma bao vây vào trong. Viên cầu màu đen kia không chút bắt mắt nào từ từ bay ra đuổi theo sát sau ti võng. Hàn lập khẽ cao mày nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều, miệng hé ra phun ra một tiểu đỉnh màu xanh. Một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, linh quang chấp động, một mảnh thanh ti bắn lên tận trời hóa thành một giải thanh hà, đem ti võng kia chắn lại trong không trung làm cho ti võng không thể hạ xuống được. Đồng thời hai tay hắn nhoáng lên một cái, tam diễm phiến cùng bát linh xích lập tức xuất hiện, bát linh xích hướng đối diện nhoáng lên một cái. Phía dưới viên cầu màu đen liền hiện ra một đoàn ngân liên, uy lực viên cầu chưa kịp phát ra đã bị ngạnh kháng ở xa, không thể tiến lên nửa bước. Tuy rằng Hàn Lập không biết viên cầu rốt cuộc là loại bảo vật gì nhưng vừa thấy nó bay tới trong nháy mắt thì cũng cảm thấy hết hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết cứ dùng bát linh xích giam cầm viên cầu này lại rồi tính sau. Âm la tông tông chủ vừa thấy cảnh này vội vàng dùng thần niệm thúc giục liên tục viên cầu, muốn thu hồi bảo vật này nhưng dường như đã bị đóng dinh tại hư không, căn bản một chút phản ứng cũng không có điều này làm cho trong lòng lão ma mắng to không thôi phải biết rằng viên cầu này rất có lai lịch hắn không tiếc vật dụng ấy nguyên bản nghĩ rằng thừa dịp hàn lập không kịp phản ứng mà ra tay có thể khiến đối phương bị trọng thương không chừng nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ linh cảm của hàn lập lại nhạy cảm như thế không cho viên cầu lại gần người liền ra tay trước chế trụ bảo vật này từ đó các tính toán của hắn tất nhiên thất bại mà đúng lúc này hàn lập đang đứng đối diện cũng bắt đầu ra tay một tiếng sấm vang lên sau lưng Hàn Lập hiện ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng lay động, nắm chặt tam diễm phiến trong tay biến mất không thấy tam tích. Âm la tông tông chủ trong lòng chợt rung mình, vội vàng hai tay bấm quyết niệm thần chú, hắc khí quanh thân cuồn cuộn xoay tròn, đảo mắt một cái đã thấy chiến giáp màu đen xuất hiện trên người. Tiếp theo lão ma lại quát khẽ một tiếng, toàn thân có tiếng gầm rú mãnh liệt, mặt ngoài chiến giáp hiện ra vô số đạo hồ quang màu lam, lập tức ngưng tụ một vô số điện xà chạy không ngừng trên chiến giáp, thanh thế cực kỳ kinh người.